Duti yang bi ma yang fante bisa jane nasaha atang jasaman na jatang upo satang yacama tati yang bi ma yang fante bisa jane nasaha atang jasaman na jatang upo satang yacama ngưỡng bạch chư tôn đức chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới lần thứ hai chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới lần thứ ba chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới kính mong quý ngài lân mận trao truyền quy giới cho chúng con và chúng con thành kính thỉnh thượng tọa minh hạnh ạ. Nam mô tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đứng chánh biên tri. Nam mô tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biên tri. Bụt đà hằng saranam gacchami, đệ tử nguyện quy y Phật. Bụt thằng Saranang Gacchami, đệ tử nguyện quy Phật. Saranam gacchami, đệ tử nguyện quy y Pháp. Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, đệ tử nguyện quy Phật. Sẵn khang sa lâm gạch cho hà mi đệ tử nguyện quy y tăng. Sangkhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, đệ tử nguyện quy Tăng. Dutiyam bi Buddha hằng sa lâm gạch cho hà mi lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật. Duti yam bi putang saranang yachami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật. Duti yam bi thammang saranam gacchami lần thứ hai đệ tử nguyện quy y pháp. Duti yam bi thammang saranang yachami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật. Duti yam bi sangkhang saranam gacchami lần thứ hai đệ tử nguyện quy y tăng. Duti yam bi sangkhang saraṇaṃ gacchāmi, lần thứ hai đệ tử nguyện quy tăng. Tati yam bi Buddha hằng saranam gacchami lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật. Tati yam bi putang saraṇaṃ gacchāmi, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật. Tati yam bi dhammang saranam gacchami lần thứ ba đệ tử nguyện quy y pháp. Tati yam bi thammang saraṇaṃ gacchāmi, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Tatiyambi sankhang salam gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y tăng. Tatiyambi sankhang saranam gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy tăng. Banati bata veramani sikha badang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh. Panatipata vechamani sikha padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh. Adinadana veramani sikha padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp. Adinna dana we chamani sikha padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp. Aprahmacharya we ramani sikha padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh. Abrahmacharya vechamani sikha padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trược hành. Musawada vechamani sikha padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không nói dối. Musawada vechamani sikha padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không nói dối. Sura merayamacchappamadathana vechamani sikha padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say. Surame shayama chappama dathana vechamani sikha padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say. Vikala phusana vechamani sikha padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời. Vikalapochana vechamani sikha padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời. Natchagitakvaditakvisukadasanamma la ganthavide thabatharanamandana vihu sanathana vechamani sikha padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức. Nacchayita wa ditavisu kadasana ma la gan tavile panatha janaman dana vifu sanathana we chamani sikha padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức. Ucca sinhana maha sinhana veramani sikha padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang. Ucca sayana maha sayana vechamani sikha padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang. Imang atang gassamana gatang buddhapanyatang upposathang imang charatin imang chajivasang samadhi afirakitum samadhiyami,
Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì bạc quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đêm nay, nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai. Imani atha sikha badane ubosisi varase na iman jaratan na iman chidivasang sa tukang katawa apmamade na sammar khitambang. Chư Phật tử đã thọ tam quy và bát quan trai giới, hãy chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay và đêm nay, chẳng nên dĩ vui. Amaphante, chúng con xin thành kính phụng hành. Sīlena sugataṃ yanti, sīlena pho sāmbadā, sīlena nipotaṃ yanti, tasmā sīlaṃ viso thāye. Người giữ giới hằng được phú túc mãn chúng thọ sanh lạc cảnh, là thắng duyên chứng đắc niết bàn. Do vậy hành giả nên dốc lòng trì giới tịnh thanh. Sa thu lành thai, Phật là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bào từ ân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên. Gieo năm bọc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bào đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên. Gieo năm bọc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Pháp bảo đức lành từ dung. Tăng là nơi nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng Bảo Tịnh Thanh, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên. Gieo năm vọc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngược mong tăng bào đức lành từ dung. Văn hóa tu sắp âm mang gà lăng rác khăn tu sắp bê đê văn tăng sắp âm bùa đà nữ phá quê nê sà đà sò thị phong văn trư tê. Bao quát tu sắp bằng mang ở lang rác khăn tu sắp bê đê quát ta sắp bằng hàm ma nữ khả quê na sa đà so thi pha văn tu tê. Bao quát tu sắp bằng mang ở lang rác khăn tu sắp bê đê quát ta sắp bằng sẵn khả nữ khả quê na sa đà so thi pha văn tu tê. Tất cả vâng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng các sự ăn thường gần đến người cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thu sa thu lành thai, lành thai. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Chúng con thành kính đảnh lễ và thành kính tri ân Thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi thay mặt chư tăng trao truyền bát quan trai giới cho hàng Phật tử chúng con. Và con thành kính đảnh lễ ngài Tề Siêu, con thành kính đảnh lễ Thượng tọa Giác Đẳng, Thượng tọa Pháp Đăng, Đại đức Tuệ Tri, Sư Nguyên Thông cùng chư tôn đức. Và sa thú kính cảm ơn cô Nhật Quỳnh và kính mời MC tiếp tục với chương trình hôm nay. Nam mô Buddhaya. Dạ, Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ, kính cảm ơn sĩ Nguyễn Ngọc và chúng con thành kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh. Dạ, con thành kính đảnh lễ chư tôn đức ta. Thân chào tất cả quý đạo hữu.
Dạ không, Nam Mô Bụt Thầy, đây là chương trình Phật Pháp Bụt Thầy trên mạng Internet qua Bangkok, Facebook và Zoom mỗi ngày 2 giờ, giờ mùa đông Việt Nam từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 tối, Houston từ 7 giờ 30 đến 9 giờ 30 sáng, New York 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 sáng, Cali 5 giờ 30 đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 giờ 30 đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 11 giờ 30 tối đến 1 giờ 30 sáng. Con tịnh hạnh thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay thứ tư ngày 27 tháng 1 năm 2021, Phật lịch 2564. Bài học hôm nay giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya, dịch giả Hòa thượng Thích Minh Châu, phân đoạn và chú thích Tỳ kheo Giác Đảm. Bài 98, Kinh Vasetta Sutta, thế nào là người xứng với bản chí? Phân đoạn từ 473 đến 475 sẽ do Thượng tọa Pháp Đăng giảng dạy. Và mở đầu chương trình thì chúng con kính cung thỉnh Thượng tọa Tề Siêu từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Và Nam Mô Bụt Thầy giả và chúng con thành kính cung thỉnh Thượng tọa Tề Siêu ạ. Nam mô Bụt Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ tăng chúng. Kính bạch Thầy Tôn Đức, kính thưa quý đạo hữu Phật tử. Trong kinh điển có những từ ngữ mà Đức Phật khi thuyết pháp Ngài vẫn dùng những cái danh từ mà xã hội Ấn Độ bây giờ dùng đến, chẳng hạn như là chữ Sa môn, Bà la môn hay là những cái tế đàn di tháp hoặc là tâm bát là khổ hạnh vân vân. Như là khi Đức Phật dùng thì Ngài đã minh định lại cái ý nghĩa đó một cách xác thực. Về ngữ nguyên của danh từ này, và cũng nhờ vậy mà trong cái từ Phật học chúng ta biết được một số từ thông thường người ta dùng đến, nhưng Đức Thế Tôn Ngài đã định nghĩa theo cái chiều hướng tốt đẹp, ý nghĩa thâm sâu mới khiến cho những vị du sĩ hay là những sa môn thời bấy giờ họ mới tâm phục khẩu phục Ngài. Hôm nay trong cái bài kinh Vasettha cũng vậy, khi mà thanh niên
Vasudhava Paradvaja là hai bà la môn trí thức trẻ khi họ đưa ra một cái vấn đề thế nào là bà la môn thật sự, thì mỗi một người nói theo cái quan điểm của mình, không ai thuyết phục ai. Và một lần nữa cho chúng ta thấy rằng cái sự xuất hiện của Đức Phật trong thời đó nó có sự ảnh hưởng rất lớn về cái tư tưởng đối với người thời bấy giờ. Hai vị bà la môn này trẻ này, khi mà bàn luận đến đó không ai thuyết phục ai, thì họ liền nghĩ đến Đức Phật. Và họ nghĩ rằng chỉ có Đức Phật mới có thể giải quyết được, trả lời được cái câu hỏi này và thuyết phục được họ. Cho nên họ đã đi đến hỏi Đức Phật. Và trong bài kinh này thì những câu hỏi họ dùng cái thể kệ, và do đó Đức Thế Tôn Ngài cũng trả lời cho họ biết bằng những cái thể kệ. Và cuối cùng thì cả hai đã quy ngưỡng Đức Phật. Hôm nay bài kinh này sẽ do Thượng tọa Pháp Đăng giải thích, giảng giải. Bây giờ thì xin mời cô Tịnh Hạnh đọc cho phần chánh kinh. Sau đó xin cô Tịnh Tịnh Tổ Phổ Đăng giảng giải Nam Mô Bổn Thầy. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy và Sa Thú Lâm Thai, chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Tề Siêu. Dạ, con xin phép được đọc chánh kinh ạ. Bài kinh 98, kinh Vasettha Sutta, thế nào là người xứng danh phạm chí, phân đoạn 473 đến 475. Chú thích dẫn nhập Vasettha và Paradvaja là hai bà la môn trí thức trẻ trong một lần tản bộ đã nêu lên câu hỏi thế nào là một bà la môn thật sự. Hai người đưa ra hai câu trả lời khác nhau để rồi không ai chấp nhận. Cuối cùng họ đồng thuận đem vấn đề hỏi Đức Phật. Thuật ngữ Brahmana hay bà la môn còn được dịch là phạm chí trong ý nghĩa nguyên nguyên, chỉ cho sự thanh tịnh hay người thanh tịnh. Đôi khi Đức Thế Tôn cũng dùng từ này với ý nghĩa nguyên thủy. Trong bài kinh này, một lần nữa, Đức Phật dạy thế nào là một bậc thanh tịnh đúng nghĩa. Phân đoạn 473, một câu hỏi đơn giản đơn nhưng không đơn giản. Cả hai Vasettha và Paradvaja đều là những bà la môn thông thái trẻ tuổi. Trong giây phút bất chợt, họ đã nêu lên một câu hỏi dường như vốn quá quen thuộc mà ít khi là vấn đề cần thảo luận giữa chính họ. Kinh văn như vậy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Icha Nan Cá Lá, Y Xá Năng Giá Lá. Tại khu rừng Icha Nan Cá Lá, lúc bấy giờ có rất nhiều bà la môn danh tiếng và giàu có trú tại Icha Nan Cá Lá như bà la môn Chan Ki, bà la môn Tarukha, bà la môn Bokkharasati, bà la môn Chanusni, bà la môn Todaya, cùng rất nhiều bà la môn danh tiếng và giàu có khác. Rồi trong khi các thanh niên bà la môn Vasettha
và Varadhoja đang tản bộ du hành. Câu chuyện sau đây được khởi lên thế nào là một vị Bà La Môn. Thanh niên Varadhoja nói như sau: nếu ai thiện sanh từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết thống thanh tịnh cho đến bảy đời tổ phụ, không bị một vết nhơ nào, không bị một gièm pha nào về vấn đề huyết thống thọ sanh, như vậy là một vị Bà La Môn. Thanh niên Vasistha nói như sau: nếu ai có giới hạnh và thành tựu các cấm giới, như vậy là một vị Bà La Môn. Thanh niên Bà La Môn Varadhoja không thể thuyết phục thanh niên Bà La Môn Vasistha, và thanh niên Bà La Môn Vasistha không thể thuyết phục thanh niên Varadhoja. Rồi thanh niên Bà La Môn Vasistha nói với thanh niên Bà La Môn Varadhoja: này Varadhoja, Sa môn Gotama này là Thích Tử, xuất gia từ dòng họ Thích Ca, nay đang trú ở Ichchānankālā, tại khu rừng Ichchānankālā. Tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền đi về tôn giả Gotama: đây là Thế Tôn, vân vân, Phật, Thế Tôn. Này tôn giả Varadhoja, chúng ta hãy đến Sa môn Gotama. Sau khi đến, hãy hỏi tôn giả Gotama về nghĩa lý này. Và Sa môn Gotama trả lời như thế nào, chúng ta sẽ như vậy thọ trì. Thưa vâng. Phân đoạn 474. Câu hỏi thăm sau cần có câu trả lời từ bậc đại trí. Hà La Môn trẻ này tuy thuộc ngoại giáo nhưng lại có tâm kính mộ Đức Phật. Họ là những người sống thành thơ nên khi gặp Phật đã nêu lên một câu hỏi theo văn cú của ca vịnh Gatha kinh văn. Thanh niên Bà La Môn Varadhoja vâng đáp thanh niên Vasistha. Rồi thanh niên Bà La Môn Vasistha và Varadhoja cùng đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên thanh niên Bà La Môn Vasistha dùng những bài kệ bạch Thế Tôn: chúng con cả hai người được tôn xưng tự nhận là những bậc thông thái cả ba tập vệ đà. Con là đệ tử ngài Bốc Khá Rá Sa Tý, còn vị thanh niên này đệ tử Ta Rút Khá. Ba vệ đà nói gì? Chúng con đều thông đạt văn cú và văn phạm, chúng con đều thấu hiểu, thuyết giảng và giải thích thật giống bậc đạo sư. Tôn giả Gotama, giữa hai người chúng con có sự tranh luận này về huyết thống thọ sanh. Varadhoja nói: chính do sự thọ sanh, con nói do hành động mới thành Bà La Môn. Mong bậc có pháp nhãn hiểu cho là như vậy. Cả hai người chúng con không thể thuyết phục nhau. Chúng con đến hỏi ngài bậc chính giác sơn tôn sưng. Như trăng được tròn đầy, quần chúng đến chắp tay đảnh lễ và chiêm ngưỡng. Cũng vậy ở trong đời, quần chúng đến đảnh lễ. Tôn giả Gotama, tôn giả, chúng con đến hỏi ngài pháp nhãn thế gian Bà La Môn do sanh hay chính do hành động, chúng con không được biết, hãy nói chúng con biết. Đấng Thiên Nhân Sư cũng trả lời bằng kệ ngôn. Đầu tiên, ngài dạy rằng sự phân biệt sanh vốn do sanh loại. Là người thì không thể giống nhau dù ở giai cấp nào, không thể nói thanh tịnh đơn thuần do giai cấp thọ sanh. Kinh văn. Đức Thế Tôn dạy rằng: này ông Vasistha, ta trả lời cho ông thuận thứ và như thật. Sự phân loại do sanh của các loại hữu tình chính do sự sanh đẻ, do sanh có dị loại. Hãy xem cỏ và cây, dầu chúng không nhận thức, chúng có tướng thọ sanh, do sanh có dị loại. Hãy xem loại côn trùng, bướm đêm, các loại kiến, chúng có tướng thọ sanh, do sanh có dị loại. Hãy xem loại bốn chân, loại nhỏ và loại lớn, chúng có tướng thọ sanh, do sanh có dị loại. Hãy xem loài bò sát, loại rắn, loại lưng dài, chúng có tướng thọ sanh, do sanh có dị loại. Hãy xem các loại cá, loại sinh sống trong nước, chúng có tướng thọ sanh, da sanh có dị loại. Hãy xem các loại chim, loại cánh, loại có cánh trên trời, chúng có tướng thọ sanh, do sanh có dị loại. Tùy theo sự thọ sanh, chúng có tướng tùy sanh. Trong thế giới loài người,
tướng sanh không có nhiều, không ở đầu mái tóc, không ở tai ở mắt, không ở miệng ở mũi, không ở mày, không ở cổ ở nách, không ở bụng ở lưng, không ở ngực ở vú, không âm hộ hành dâm, không ở tay ở chân, không ở ngón ở móng, không ở cổ chân với, không ở sắc ở tiếng, không tướng do tùy sanh loại sai khác, tự thân trên trên tự thân con người không có gì đặc biệt, chỉ tùy theo danh xưng loài người được kêu gọi. Nếu Bà La Môn hay Tịnh Dạ chỉ cho các vị tu sĩ thuần tịnh thì phải nói đến sự chánh mạng tương xứng. Kinh văn: đói người tự sinh sống, chăn bò lo ruộng đất, qua xét thá hãy biết kẻ ấy là nông phu, không phải Bà La Môn. Ai sống theo nghề nghiệp, qua xét thá hãy biết kẻ ấy là công thợ, không phải Bà La Môn. Ai sống nghề buôn bán, qua xét thá hãy biết kẻ ấy là thương nhân, không phải Bà La Môn. Ai sống hầu hạ người, qua xét thá hãy biết kẻ ấy là nô bộc, không phải Bà La Môn. Ai sống lấy của người, qua xét thá hãy biết kẻ ấy là kẻ trộm, không phải Bà La Môn. Ai sống nghề cung tên, qua xét thá hãy biết kẻ ấy là nhà binh, không phải Bà La Môn. Ai sống nghề tế tự, qua xét thá hãy biết kẻ ấy là tế quan, không phải Bà La Môn. Ai sống giữa loài người, thọ hưởng làng quốc lộ, qua xét thá hãy biết kẻ ấy là vua chúa, không phải Bà La Môn. Danh xưng dòng tộc không nói lên được ai là người thanh tịnh, mà chính ở lối sống thanh hạnh vô cầu, nội tâm không cấu uế. Kinh văn: và ta không có gọi kẻ ấy Bà La Môn, chỉ vì do thọ sanh, dầu vị ấy cao sang, dầu vị ấy giàu có, nhưng còn ham thế lợi, không tham thế lợi, không chấp thủ sở hữu, ta kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Vì đoạn tận kiết sử, không ai không sợ hãi, siêu việt mọi chấp trước, thoát ly các hệ phược, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Các dây thừng, dây ách, dây cương cùng dây trói, quăng đi cây trắng ngang, kẻ ta mới gọi bậc sát suốt giác ngộ, chánh danh Bà La Môn. Ai không lỗi chịu đựng, nhiếp mắng cùng đánh trói, ta trang bị với nhẫn lực, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Không phẫn nộ giữ luật, có giới hạnh không kêu, nhiếp phục thân tối hậu, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Như nước trên lá sen, hột cải trên đỉnh nhọn, không tham luyến dục vọng, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Ai biết ngay đời này khổ vì ngã đoạn tận, gánh nặng được đặt xuống, xa lìa các hệ phược, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Tuệ thậm sâu có trí, thiện xảo đạo phi đạo, đích tối thượng đạt được, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Ai không còn liên hệ cả tại gia xuất gia, không nhà trú thiểu dục, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Bỏ gậy đối chúng sanh, kẻ yếu cùng kẻ mạnh, không giết không hại ai, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Giữa kẻ thù không thù, giữa hung bạo an tịnh, giữa chấp thủ không chấp, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Dối tham sân mạn phú, ai bỏ rơi được chúng, như hột cải rơi khỏi đầu nhọn của mũi kim, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Ai dạy thật nhỏ nhẹ, nói lên lời chân thực, không xúc phạm một ai, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Dài ngắn hay lớn nhỏ, thanh tịnh hay bất tịnh, ở đời vật dài ngắn, lớn nhỏ tịnh bất, không lấy vật không cho, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Với ai không tham sọc cầu, đời này và đời sau, từ bỏ mọi tham cầu, đoạn rời mọi hệ phược, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Ai không có chấp tàn, với trí đoạn nghi hoặc, đạt nhập thái đái bất tử, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Ở đời ai vượt khỏi mọi buộc ràng thiện ác,
không sầu không bụi uế, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Ai không uế thanh tịnh, không gợn sáng như trăng, hỷ hữu được đoạn trừ, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Ai vượt qua hiểm lộ, ác lộ luân hồi si, vượt khỏi đến bờ kia, thiền tư không dao động, đoạn trừ mọi nghi hoặc, an tịnh không chấp trước, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Ở đời bỏ dục vọng, không nhà sống xuất gia, đoạn trừ dục và hữu, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Ở đời bỏ tham ác, không nhà sống xuất gia, đoạn trừ ác và hữu, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Ai từ bỏ nhân cách, vượt qua cả thiên ách, đoạn trừ mọi ách nạn, thoát ly mọi hề phược, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Từ bỏ lạc bất lạc, thanh lương không y trú, chiến thắng mọi thế giới, bậc anh hùng dũng mãnh, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Ai biết thật hoàn toàn sự sanh diệt chúng sanh, không tham trước, thiện thệ giác ngộ đạt giác, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Không biết chỗ sở thủ, thiên nhân càng thác bà, lậu hoặc được đoạn trừ, bậc ưng cúng La Hán, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Ai không có chấp trước, đời trước sau đời này, không chấp không sở hữu, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Ngu vương bậc tối thắng, anh hùng bậc đại sĩ, bậc chinh phục bất động, tắm sạch bậc giác ngộ, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Ai biết được đời trước, thấy được thiện ác thú, đạt được sanh diệt đoạn, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Điều thế giới cho gọi là tên và gia tộc, chỉ tục danh không thông danh, danh từ khởi nhiều chỗ, đã lâu đời chấp trước tà kiến của kẻ ngu, kẻ ngu tự tuyên bố Bà La Môn do sanh, không phải do sanh đẻ được gọi Bà La Môn, không phải do sanh đẻ gọi phi Bà La Môn, chính do sự động được gọi Bà La Môn, chính do sự hành động gọi phi Bà La Môn. Hành động làm nông phu, hành động làm công thợ, hành động làm lái buôn, hành động làm nô bộc, hành động làm ăn trộm, hành động làm nhà binh, hành động làm tế quan, hành động làm vua chúa, kẻ trí thấy hành động như thật là như vậy, thấy rõ lý duyên khởi, biết rõ nghiệp dị thuộc, do nghiệp đời luân chuyển, do nghiệp người luân hồi, nghiệp trói buộc chúng sanh như trục xe quay bánh, do khổ hạnh phạm hạnh, tiết chế và chế ngự, tác thành Bà La Môn. Bà La Môn như vậy mới thật là tối thượng, ba vệ đà thành tựu, an tịnh tái sanh đoạn, qua xét thá nên biết, kẻ ấy được phạm thiên, được thiên chủ sắc cá, biết đến thật tường tận. Câu ba vệ đà thành tựu dịch sai với chánh văn một cách nguy hiểm, phải dịch là viên mãn cả tam minh, ti hí quýt cha hí sampanno, đoạn 475 quy ngưỡng tam bảo. Kinh văn: khi được nghe nói vậy, hai thanh niên Bà La Môn Vasettha và Pharadwaja bạch Thế Tôn: thật vi diệu thay tôn giả Gotama, thật vi diệu thay tôn giả Gotama, như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Thưa tôn giả Gotama, nay con xin quy y tôn giả Gotama, quy y pháp và quy y chúng tỷ kheo, mong tôn giả Gotama nhận chúng con làm cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung chúng con trọn đời quy ngưỡng. Dịch giả: Hòa thượng Thích Minh Châu, phân đoạn và chú thích tỳ kheo Giác Đẳng. Và chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa Pháp Đăng từ bi giảng dạy bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Giả. Alo, alo,
Dạ, con Phật đăng kính đảnh lễ ông Đức Phật, ông Đức Pháp, ông Đức Tăng. Kính đảnh lễ thượng tọa Thầy Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Minh Hạnh, thượng tọa Pháp Tăng, đại đức Tề Trì Sư Nguồn Thông cùng với chư tôn Đức Tăng. Kính chào với bà với cô thượng tử, thằng chào với Phật tử. Thì ở trong cái bài học hôm nay đó thì cái thể thơ rất là nhiều, và cũng từ những cái vị Bà La Môn họ hỏi bằng cái kệ thơ, và Đức Thế Tôn ngài cũng trả lời bằng cái kệ thơ. Thì chúng ta biết rằng Parorachá và Vasettha đó là những cái người Bà La Môn, và cũng đã từng gặp và từng cũng cũng đã từng diện kiến Đức Thế Tôn, và cũng có liên hệ đến cái trú xứ của Thế Tôn, và cũng đã đến gặp để hỏi thưa về vấn đề mà mình còn nghi vấn giữa Bà La Môn bàn luận với nhau. Thì chúng ta thấy Đức Phật thì ngài trình bày theo cái chánh pháp của một bậc pháp vương, nên ngài định nghĩa cái từ Bà La Môn đó. Thì chúng ta cũng thấy ở trong kinh Pháp Cú có cái phẩm Bà La Môn. Bà La Môn thì chỗ Đức Phật ngài muốn nói đến là cái sở vì cái người mà gọi là cao quý theo cái ý nghĩa của Bà La Môn là thoát trần, thoát ly, hoặc là đi trên con đường thoát ly, hoặc là đã thoát ly, hoặc là đang thoát ly, hoặc là sẽ thoát ly, để trở thành một cái người không bị trói buộc. Thì chúng ta biết rằng chúng sanh nó thì do nghiệp tâm thời tiết vật thực, nghiệp thiện ác trong đời trước cho đi tục sinh, và trong đời sống này chúng ta cũng vẫn tiếp tục làm những cái nghiệp thiện ác. Và chỉ có khi nào chúng ta hiểu biết được cái sự trọn vẹn của cái nghiệp thiện mà đưa đến cái sự giác ngộ giải thoát, chúng ta nỗ lực để hành trì với nhân của ba nhân vô tham vô sân và trí tuệ đó, từng tự tu tập đúng theo cái đường lối của Đức Phật giảng dạy đó, thì từng tự người đó cũng chập tụng được vô minh theo những cái thánh đạo Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm hay là A La Hán thánh đạo thánh quả, và từng tự người đó sẽ thành Phật độc giác hay là Phật toàn giác hay là Phật tinh văn giác. Thì chúng ta biết rằng ngay trong hiện tại này những cái vị mà đã tu tập để tích lũy những cái ba la mật để thành tựu cái hiện tại này là đệ tử của Đức Phật, là những bậc tinh văn giải thoát, hay là những cái nhân duyên để trở thành những vị Phật độc giác trong tương lai do những cái ba la mật hạnh đã tích lũy trong cái vòng luân hồi, hay là để tu tập để trở thành vị chánh đẳng chánh giác trong tương lai. Chính vì điểm đó, nên cái ý nghĩa của Bà La Môn đó là cái ý nghĩa của cái sự cao quý. Nếu mà nói theo cái sở hành thì Đức Phật ngài muốn nói cái sở hành của người cao quý đó thì không phải là do cái sanh loại, hay là không phải tất cả chúng sanh đó thì đều do sanh, như là thai sanh, thấp sanh, loãng sanh hay quá sanh. Thì chúng ta cũng biết rằng đối với Đức Phật thì ngài đã nói lên những cái loài sanh, những cái loài mà ở thủy tộc, hay là những loài phi cầm tẩu thú, bất luận là những cái loài nào đó thì đều là do sanh, là cái loại đó sanh ra. Và khi sanh loại đó đó thì người ta không có hiểu biết, và người ta chỉ kêu gọi bằng cái danh xưng, và cũng chỉ là danh xưng thôi. Bởi vì chúng ta thấy ở trong vi diệu pháp có nói rằng danh chế định và nghĩa chế định đó, thì danh từ chế định được đặt để mà chúng ta cũng thấy những cái loại vi khuẩn hay những loại virus, người ta đặt cho nó một cái tên theo một cái trú xứ của nó, có như là vi vi virus Trung Quốc, ví dụ xuất phát từ Trung Quốc, hay là những cái loại đó được được đặt tên theo một cái vị bác sĩ, hay là một cái vị đã bị nhiễm, hay là đã nghiên cứu tìm những cái thuốc kháng sinh mà những người đó đã hy sinh ở trên cái sự tìm cầu đó, người ta đặt cái tên cho những cái loại virus đó.
Thì như vậy chúng ta biết rằng đối với Đức Phật thì Ngài biết được cái đó chỉ là những cái phát sanh từ thế tục, hay là liên hệ đến thế tục, liên hệ đến cái sự phân sắp xếp thứ tự lại để cho chúng sanh biết, để mà kêu gọi hoặc là dạy cho người khác bằng những cái sự quy ước. Như vậy thì chúng ta biết, như vậy thì hai cái vị Bà La Môn này là hai cái vị đệ tử của những vị Bà La Môn danh tiếng thời ấy, Vasistha và Varaha, đã có cái sự không thuyết phục lẫn nhau khi mà nói đến cái tư cách của Bà La Môn. Thì chúng ta cũng thấy trong trường bộ kinh đó, thì cũng có rất là nhiều những cái bài kinh như vậy. Trong trung bộ kinh thì chúng ta cũng thấy những vị Bà La Môn, và bây giờ thì chính cái bài kinh này Đức Phật Ngài đã định nghĩa cái sự Bà La Môn, không phải là do mình đẻ từ ở trong giai cấp này kia nọ là được gọi là Bà La Môn, mà cái giai cấp đó vua chúa đẻ ra thì người ta thường gọi theo hoàng tử hay là thái tử, con của vua. Rồi những người tế tự thì họ cũng theo kêu theo cái cách của dòng tộc tế tự, những người mà họ trong giai cấp thấp hèn thì họ kêu theo cái cách đó thôi. Nhưng mà những cái giai cấp đó đó không nói lên được hoàn hảo. Tại vì sao? Vì thường thường chúng ta biết rằng cái sự mà duy trì được những cái hạnh phúc mà chúng ta có đó, nó còn cần phải có cái sự nỗ lực. Nếu mà chúng ta sanh ra làm hoàng tử mà chúng ta không có nỗ lực đó, hay là chúng ta bị câm ngọng, bị đuôi điếc đó, thì dù là cái gì hoàng tử đó nhưng cũng chẳng làm được cái gì lợi ích cho cái đất nước, cho xã hội, thậm chí cho bản thân của họ. Chỉ có khi nào mà mình sinh ra mình được kiện toàn, mình không có bệnh tật, không có câm ngọng, đuôi điếc, gù què, thì mình có thể làm việc lợi ích cho mình hay cho người, cho mọi loài được. Chính do mình có một cái sắc pháp mà theo Đức Phật Ngài gọi là cái sắc pháp đó, gọi là nó do cái sắc nghiệp thù thù thắng cho ra một cái thân hình không có bệnh tật, một cái thân hình minh mẫn, một cái thân hình tráng kiện, dù là ở trong cái giai cấp nào đó thì họ cũng có khả năng. Nên thường thường quý vị thấy Đức Phật Ngài nói như vậy đó để chúng ta thấy cái định nghĩa Bà La Môn của Đức Phật ấy, là người nào có thể chấm dứt được luân hồi. Và cái sự chấm dứt được luân hồi đó thì chúng ta thấy đệ tử của Đức Phật ấy, thì những người kỹ nữ cũng cũng đắc được đạo quả, hay là những cái người quét rác khốn phân cũng đắc được đạo quả, hay là những người vua chúa, hay là những người thương buôn, hay là những người nông dân, những người nô lệ đó, họ cũng có khả năng chứng đạo quả. Thì cái đắc chứng đạo quả của họ đó thì Đức Phật này biết được là họ tục sinh làm người tam nhân, do cái sắc nghiệp, do cái thiện hạnh, cái phúc hành cho ra cái tâm tục sinh và cái sắc nghiệp tục sinh, mà họ có khả năng để tu tập, họ có thể khả năng để chứng ngộ được đạo quả. Chứ còn Đức Phật Ngài không có nói rằng một cái người mà sanh ra làm vua chúa là họ có thể đắc đạo quả, mà Đức Phật Ngài chỉ nói rằng một người sanh ra làm người là người tam nhân, là người có sắc và có sắc nghiệp, có tâm và có cái phúc hành được tích lũy trong tương lai, trong quá khứ, và thành tựu viên mãn ở hiện tại này. Nên thường thường chúng ta hay đọc về Tăng Bảo đó, chư tăng là những vị đã đắc đạo, đang đắc đạo và sẽ đắc đạo. Thì chính điểm đó đó, nên khi mà Đức Phật Ngài định nghĩa sự Bà La Môn đó là một cái người có cái sở hành, có một cái sự tu tập, mà có một cái biết hiểu được minh và vô minh, ái và dứt trừ tham ái, mình gọi là nhân, nhưng là nhân tham, nhân sân, nhân si. Người đó cũng biết được nhân tham, nhân sân, si, và vô tham, vô sân và trí tuệ đó, họ biết được. Chính vì họ biết được như vậy đó, nên những cái gì liên quan đến cái sự hạ liệt của thân hành đó, khẩu hành, ý hành đó, thì vị này tìm cách để đoạn trừ cái hạ liệt của thân hành, khẩu hành, ý hành.
Dù là ở trong cái tư duy mà chúng ta thấy Đức Phật ngài trình bày về Bát Chánh Đạo, nói về chánh tư duy đó, ly dục vô hạnh và bất hại tư duy đó, dù trong cái suy nghĩ, cái tư tưởng suy nghĩ thì cũng phải thuần thuần thiện, thuần theo cái đạo lộ, thuận theo cái sự đoạn trừ những cái kiết sử, những cái phiền não tham ái và sân hận si mê. Mình nói chung là những cái pháp mà Đức Phật này nói như 14 sâu bất thiện, si vô tàm, vô úy phóng dật, hoặc là tham tà kiến ngã mạn, hoặc là sân tật lẫn hối, hoặc là phong trầm thủy miên, hoặc là hoài nghi, những cái chướng ngại của những cái ác bất thiện trong cái hành động đó, đó là những cái phi phúc hành. Bởi vì chúng ta thấy rằng Đức Phật ngày giảng về nhân duyên cũng vậy, có nhân thiện và nhân bất thiện, có nhân tham thì có nhân vô tham, có nhân sân thì có nhân vô sân, có nhân si thì có nhân trí tuệ. Như vậy Đức Phật ngày thuyết giảng về các cái hành động, và các cái hành động bất thiện và các hành động thiện, thì chúng ta cũng thấy cảnh duyên hay là nghiệp duyên hay là thiền duyên đó, thì Đức Phật ngài cũng giảng dạy về cái chánh chánh tư duy, hoặc là cái tà tư duy, hoặc là chánh ngữ tà ngữ, chánh nghiệp tà nghiệp, chánh mạng tà mạng, chánh tinh tấn tà tinh tấn, chánh niệm tà niệm, chánh định tà định, chánh trí tà trí, chánh giải thoát tà giải thoát. Thì những cái điều đó được Đức Phật ngài phân ra thành đôi thành cặp như vậy đó, để chúng ta thấy chính vì một cái sự mà thành tựu Bà La Môn đó, và người đã phải từ bỏ những cái gì tham ái ở trong cái địa vị, ở trong cái xã hội, trong cái quyền lực, trong cái tài sản, trong tất cả mà mình có thể đoạn trừ được. Những cái tham ái liên quan đến 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 bản thân mình, hay là bản thân của những người xung quanh mình, hay là kẻ thù của mình, dù mình có thù hận họ, nhưng mà cũng nghĩ về cái nhân quả, cũng nghĩ về những cái việc ác bất thiện không nên làm, và những cái sự đau khổ từ ác bất thiện đó, nếu mà ai làm cho mình cũng rất là đau khổ, vì suy nghĩ như vậy nên không có làm những cái ác bất thiện cho tất cả chúng sanh. Thì như vậy đó là những cái điều mà Đức Phật ngài nói về cái sự tu tập của Bà La Môn. Thì chúng ta thấy rằng như là Đức Phật ngài biết được những cái chúng sanh đó, họ sanh ra từ những cái giai cấp nào, họ sanh ra bằng cái tâm tục sinh nào. Ví dụ chúng ta thấy người người khổ, họ tục sinh bằng cái tâm thẩm tấn, họ sanh vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula, hay là người lạc vô nhân họ tục sinh bằng cái tâm thẩm tấn, hay người lạc nhĩ nhân họ tục sinh bằng cái tâm ly trí, những cái tâm quả thiếu trí mình gọi là nhĩ nhân, những cái người tục sinh bằng cái tâm tam nhân, hay là những cái tâm hợp trí, và cái điều kiện để chứng thiền chứng đắc đạo quả, thì Đức Phật ngài muốn nói đến những người tục sinh là người tam nhân, là người tích lũy được cái khả năng để chứng ngộ được thiền định đạo quả, mới có thể chứng ngộ được thiền định đạo quả, chứ không phải là tất cả chúng sanh đó, thì ai cũng có thể chứng được. Chính vì điểm đó nên ngài phân biệt Bà La Môn theo cái khuynh hướng của cái pháp tác thành, đó là nhân đời trước, quả nhân quả đời trước cộng với cái nhân hiện tại đời này. Nếu mà mình là người tục sinh đó, là phúc hạnh đó, là cái người tam nhân đi, để cho ra cái tâm quả tục sinh người tam nhân, nhưng mà ở trong cái hiện tại của người tam nhân đó, người đó cũng phải nhận diện được những cái ác bất thiện pháp dẫn dắt đi tái sanh, dù là ít hay nhiều, dù là thô hay tế, dù là thấy rõ về phương diện này phương diện kia đó, thì người đó phải tìm đủ cách để đoạn trừ những cái kiết sử lậu hoặc đó. Chỉ có như vậy đó, thì không có kiết sử lậu hoặc đó, thì không dẫn đến sự tái sanh trong tương lai. Thì Đức Phật ngài muốn nói đến những vị Bà La Môn mà gọi là cao quý đó, thì họ phải có cái sở hành cao quý, chứ không phải ở cái giai cấp, không phải do cha mẹ hay là địa vị quyền lực nào đó mà được định nghĩa là Bà La Môn, mà cái sở hành của người đó mới được gọi là Bà La Môn. Như vậy thì
Đức Phật ngài biết rằng tất cả những loài hữu tình á, thì không có thai sanh á, thì cũng là noãn sanh, không có noãn sanh cũng là thấp sanh, không có thấp sanh cũng là quá sanh. Những cái loài đó, đó mà mình định định nghĩa, nếu mà định nghĩa người Bà La Môn như vậy là cao quý đó, thì chúng ta thấy Đức Phật ngài không có định nghĩa như vậy. Ngài cũng vẫn chỉ cho chúng ta biết chư thiên phạm thiên là những người họ có khả năng đắc chứng đạo quả, chứ không phải là chỉ có những người ở cõi nhân loại không. Chính vì điểm đó đó nên khi mà Đức Phật đã định nghĩa cái sự Bà La Môn đó, là người nào không có tham ái, không có dính mắc. Vì chúng ta biết rằng nếu mà nói về Bà La Môn theo cái lý thuyết của Bà La Môn hiện tại đó thì chỉ là thai sanh con người thôi. Đức Phật đó ngài thuyết lên đó, để cho chúng ta thấy rằng những vị chư thiên phạm thiên, những người đó không phải là thai sanh, họ là những quá sanh, do cái năng lực tu thiền của họ hoặc là năng lực phước báo được tích lũy, được tạo thành, và họ tục sinh làm người, làm những vị chư thiên hay những vị phạm thiên, nhưng mà họ có khả năng để chứng đắc đạo quả, thì cũng được Đức Phật ngài gọi là những cái người Bà La Môn. Vì cái khuynh hướng của cái sở hành loại bỏ những cái sự luân hồi mà được Đức Phật ngài nói đến, chứ không phải là những cái loại bốn chân hay là những cái loại nhiều chân hay là những cái loại có như thế này thế kia. Bởi vì chúng ta thấy Đức Phật ngài phân biệt những cái người thọ sanh đó, thì những cái người thọ sanh đó có nhiều loại thọ sanh, có những loại bò sát, hoặc là có những loại hai chân, có những loại nhiều chân, có những loại lưng đi dài, hoặc là những loại dị loại dị hình, những loại cá, những loại khí tộc trong nước, những cái chúng sanh có dị loại dị hình như vậy. Thì những cái loại dị hình dị loại đó thì Đức Phật ngài cũng biết rằng tất cả chúng sanh mà khi có danh và sắc đó, đều là do cái sự tục sinh, do nghiệp tâm thời tiết vật thực có mặt trong cảnh giới này hay cảnh giới kia, dù là chư thiên hay là những cái loại súc sanh, thì nó cũng có nghiệp, cũng có tâm, cũng có thời tiết, cũng có vật thực. Chính vì điểm đó nên chúng ta thấy một con người mà khi mà tồn tại được đó, do nghiệp nhưng mà cũng do tâm của chúng ta, rồi cũng do thời tiết, cũng do vật thực. Nên nhiều khi quý vị thấy một số người đó họ ăn uống bất cẩn thì họ dẫn họ đến những cái sự ung thư máu ví dụ như vậy, hoặc là họ đốt củi ở trong phòng kín, cái không khí độc tố đó họ có thể bỏ mạng, họ có thể chết đi. Thì Đức Phật thì biết được vấn đề đó nên ngày cho chúng ta biết rằng một cái người thọ sanh đó thì cái nghiệp dẫn dắt đi tái sanh, nhưng mà rồi tùy theo cái thọ mạng ngắn dài có nhiều loại đó, thì dù là ở cái giai cấp nào cũng có thể bị cắn rắn cắn chết, cũng có thể bị sấm sét, hoặc là có thể bị những cái tai nạn, những cái sự đói khát, hoặc là những cái thiên tai, những cái lũ lụt, những cái động đất sóng thần. Những cái điều đó đều có khả năng để giết những cái người, những một số người. Nhưng mà rồi chúng ta cũng thấy một số người được Đức Phật ngài nói họ có khả năng để đắc chứng đạo quả, họ có khả năng để đắc chứng đạo quả, nhưng mà không nhìn họ ở trong tóc hay là trong mắt hay trong mũi, trong mày, trong nách hay là trong bụng, trong lưng, không có nhìn họ được trong cái hình dáng này hình dáng kia. Bởi chúng ta thấy như là những cái người mà họ sanh nó có tật nguyền, hoặc là họ có những cái khuyết điểm. Chúng ta thấy như là ngài Lô-sa-ca Tích Xá đó, tuy rằng cái thân hình của ngài đó do đói khát, nhưng mà ngài cũng có khả năng để đắc chứng đạo quả A-la-hán. Như vậy thì Đức Phật ngài biết được cái nghiệp cho chúng sanh đó, có cái sự dị hình dị dạng, có cái sự dị biệt. Có những loài thì thai sanh, có những loài thì quá sanh, có những loài thì noãn sanh, có những loài thì thấp sanh. Đức Phật ngài biết như vậy, và ngài biết như vậy đó, và khi mà kêu danh xưng một cái người Bà La Môn là cái ý nghĩa cao quý đó, thì người đó phải là người
chấm dứt luân hồi, chứ không phải là người làm ruộng hay là người nông phu hay là những người làm thợ nề hay là những người săn bắn hay là những người buôn bán hay là những người huấn luyện binh lính này kia nào. Thì Đức Phật ấy, ngài nói như vậy để chúng ta thấy rằng cái đó là những cái nghề nghiệp để mình sinh sống thôi. Nhưng mà ở trong cái Bà La Môn mà Đức Phật ngài muốn nói đó là người đó phải có chánh mạng, phải có giới phần với lại chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, phải có cái định phần, chánh định tăng, chánh niệm, chánh định, và tuệ phần là chánh kiến và chánh tư duy, phải đầy đủ như vậy đó thì mới được làm Bà La Môn. Chứ còn nếu mà họ sống bằng cái sự sống tà mạng hay là tà ngữ tà nghiệp đó thì họ không được gọi là Bà La Môn. Bà La Môn á, thì cái ý nghĩa mà Đức Phật ngày muốn nói đó là vị Bà La Môn là người có khả năng để chứng đắc được các thiền định thần thông thắng trí và đạo quả giác ngộ giải thoát. Thì Đức Phật ngày mới gọi những người là những người Bà La Môn, là những người mà họ thấy cái sự luân hồi chết đi sanh lại. Nếu mình có làm những cái nghề nghiệp này kia đó, mình làm nghề may hay buôn hay là nghề làm thợ bạc, thợ hàn, thợ gò này kia đó, nếu mà sống bằng cái nghề nghiệp đó thì mình có chết đi cho mình sanh trở lại thì mình cũng sanh vào loài này loài kia để mình tiếp tục trong cái sự sống của mỗi kiếp sống của loài thú hay loài người, cũng diễn tiến thời gian, rồi người đó mất đi với năm tháng ngày giờ xô đẩy người đó đến già bệnh và chết. Nhưng mà Đức Phật ngày nói rằng cái sự chết và sự sanh đó, nó vẫn tiếp tục, sự tử và sự sanh nó tiếp tục. Nên thường thường quý vị thấy tâm tái tục thì tâm nó làm việc hồi kiếp và tâm làm việc tử, mà hễ tâm tử rồi đó, thì nó có tâm tái tục tiếp diễn nữa, mà mình không biết mình sanh vào những cái loại nào. Như vậy á, chúng ta thấy rằng từ khi nào chúng ta tu đạt được sơ nhị tam tứ thiền không hoại đó thì chúng ta chắc chắn là mình sẽ sanh vào những cõi sơ nhị tam tứ thiền, tương ứng với cái quả thiền mà mình đã tu chứng. Còn những cái chúng sanh đó, tạo những cái thiện nghiệp công đức đó, thì sanh vào cửa cõi người và sáu cõi vui phục dục giới. Trong bảy cõi dục giới này đó, thì những người mà tạo những cái thiện nghiệp công đức đó, họ có thể tái sanh vào những cái cảnh giới này. Nhưng mà những cái cõi thiền sắc giới hay thiền vô sắc giới đó đều phải do cái nỗ lực tu tập mà muốn hướng đến cái thần thông tận trí đó, muốn hướng đến những cái gì mà mình thấy như là một cái người phàm nhân á, mà cái lộ đắc thiền á, mình gọi là chuyển tánh, một cái người từ phàm chuyển sang cái người có khả năng để chứng ngộ được thiền định, có thể sanh là phạm thiên. Nhưng mà những người họ chưa tu tập để họ đắc thiền đó, thì họ chưa qua cái lộ đắc thiền mà có cái giai đoạn là chuyển tập, không có cái giai đoạn chuyển tập, nên họ cũng vẫn còn ở trong cái sự quay quần trong cõi dục. Trừ khi nào mà họ có khả năng để chứng thiền thì họ mới sanh về cõi phạm thiên sắc giới. Họ có cái năng lực đặc biệt như là một người mà họ đạt được thiền, họ giữ được cái thiền đó đó, thì họ sẽ nhất định sẽ sanh về cõi phạm thiên, chứ không không có giống như là chúng ta ở cõi nhân loại này và các cõi trời mình tái sanh đó mình không biết. Nhưng mà những người mà họ đạt được thiền định đó thì họ biết được cái thiền này không bị hoại diệt đó, thì cái tâm thiền nó sẽ cho ra tâm quả đi tái sanh. Như vậy á, thì Đức Phật đó, ngài cũng biết được những cái điều đó, nên ngài muốn nói rằng một cái vị Bà La Môn đó là phải biết chế ngự cái phiền não phẫn nộ, phải có những cái giới hạnh, phải không có kiêu mạn, vì những cái điều đó nó chỉ do cái quá trình thành tựu được cái thiền định. Thì chúng ta biết rằng một người mà đạt được cái chi định đó, phải trừ cái tham dục cái, đạt được cái chi lạc được phải trừ được cái trảo hối cái, nếu mà đạt được cái chi hỷ phải trừ được cái sân độc cái, đè được cái sân độc cái, hoặc là chi tầm thì đè được cái hôn trầm thì miên cái, hoặc là chi tử thì tạm thời đè được cái hoài nghi cái. Thì như vậy á, khi mà thành tựu được năm cái thiền chi đó, có khả năng để đè được năm cái thiền cái, là một người phải nỗ lực hành trì và có cái giới mạng, có giới hạnh tương ứng với mới đắc
được những cái thiền chứng này. Chứ không phải là ở đời thì mình gọi là người đó là Bà La Môn là họ có thể đạt được cái thiền định đó, không phải. Mà người nào tục sinh làm người tam nhân, là người nào có khả năng để đạt được định, để đạt được thiền, thì người đó sẽ được 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 gọi theo cái sự thật là người có khả năng để chứng đắc thiền định đạo quả. Như vậy thì Đức Phật ngài nói một cái người Bà La Môn là có cái tuệ thâm sâu, có cái trí hoặc là thiện xảo đạo phi đạo, biết được những cái này là thiền chứng của thiền và cái này là cái trở ngại của thiền quán mang lại cái sự chứng đắc đạo quả. Vị đó hãy biết được cái gì là đạo, cái gì là phi đạo, và vị đó làm sao để vượt qua được những cái sự có trói buộc của nội tâm. Chỉ có như vậy thì người đó mới được xứng danh là Bà La Môn. Như vậy thì Đức Phật ngài nói về cái Bà La Môn thì ngài nói về rất là nhiều vấn đề, mà ở đây dù bạn nào đó thì chúng ta cũng thấy cái đoạn đó muốn nói đến người đó phải đạt được cái ly tham, ai không còn hệ lụy cả tại gia xuất gia, không nhà trú thiểu dục, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Như vậy mà không nhà là cái người xuất gia, dù là vị tỳ khưu hay vị đạo sĩ, nếu mà muốn đạt được 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 thiền định thì những vị đạo sĩ cũng có khả năng để đạt thiền định, nhưng mà muốn đạt được đạo quả đó thì chỉ có những vị tỳ khưu đệ tử của Đức Phật thì mới chứng ngộ được 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 hoặc là thực hành theo cái lời dạy của Đức Phật mới có thể chứng ngộ được bát chánh đạo để thành tựu được đạo đế, là những vị thánh tu đầu quần tứ đà hàm a la hàm a la hán đạo quả. Như vậy thì chúng ta thấy rằng dù một một câu mà Đức Phật nói bỏ gậy đối chúng sanh á, kẻ yếu cùng kẻ mạnh, không giết không hại ai, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Bởi vì không giết gì mình tế tự, hay không giết gì sợ hãi, không giết gì si mê, không giết gì tham sân, từ bỏ được những cái điều đó nó không phải là dễ. Vì một cái người phải biết được cái sanh mạng của chúng sanh, biết được điều này là điều làm ảnh hưởng đến cái sự chứng ngộ của mình, nên vị đó phải tuyệt đối không làm những cái việc này thì người đó mới có khả năng để chứng đắc. Giống như một người ta muốn đạt được cái bội thu đó thì tất cả những cái cỏ dại đó họ phải làm cho nó triệt để, từ lúc mà cấy lúa cho đến lúc mà lúa chảy, làm sao giữ cho cỏ đó không có xâm lấn mất. Lúa nó mạnh mẽ bao nhiêu thì cỏ nó bị kiệt quệ bao nhiêu, và không có cỏ thì lúa nó sẽ là những cái chủ lực thu hoạch những cái chất từ dưới đất và những cái lúa nó được trúng mùa. Nhưng mà nếu cỏ nó cũng tranh nhau hút phân, hút hút nước, hút những dưỡng tố đó thì lúa nó sẽ mất phân. Chính vì như vậy nên chúng ta thấy trong kinh Pháp Cú cũng có nói cỏ làm hại ruộng vườn đó, tham làm hại người đời, cỏ làm hại ruộng vườn, sân làm hại người đời, cỏ làm hại ruộng vườn, si làm hại người đời, cỏ làm hại ruộng vườn, dục làm hại người đời. Chính vì Đức Phật ngài nói rằng cỏ đó nó giống như là hại ruộng lúa, thì Đức Phật nói rằng tham sân si dục đó hại một người không thành Bà La Môn. Nếu mà người đó muốn thành Bà La Môn đó thì người đó phải phải chế ngự được tham sân si dục để đạt được thiền định đạo quả, thần thông tánh trí đó thì mới được gọi là Bà La Môn. Như vậy thì Đức Phật dù là bất luận một đoạn nào mà Đức Phật ngày trả lời với Vasistha đó, thì chúng ta thấy rằng cũng muốn nói đến một cái chiều hướng tu tập, một cái chiều hướng thành đạt, như là giới tham sân mạn phú đó, ai bỏ rơi được chúng như hột cải rơi khỏi đầu nhọn của mũi kim, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Như vậy á, thì giới hay là tham sân mạn phú đó là những cái gì mà liên quan đến phiền não ái dục, mà mình người đó bỏ rơi được chúng, có nghĩa là không bị cột. Bởi vì khi mà chúng ta có những cái này đó làm cái tâm tư chúng ta bị liên quan, bởi vì thường thường tâm chúng ta biết cảnh đó, dù là chúng ta có cái gì đó thì cái tâm chúng ta nó biết cái đó và nó dính mắc vào cái đó, luôn lo sợ. Bởi thường thường quý vị thấy
Hễ mà con người có cái gì đó thì mình bị lo sợ cái đó. Chỉ có mình hiểu biết được như vậy đó, mình bỏ nhà sẵn không nhà là mình tự từ bỏ, vì mình thấy rằng nếu mà mình muốn đi con đường dài mà những cái cục đá này nè là những cái vật nặng trì trệ cái bản thân của mình không dễ dàng để đi, nên người đó phải bắt buộc phải quăng bỏ những cục đá để cái gánh nặng nó nhẹ bớt đi, người đó có thể đi mau. Còn nếu mà mang những cái cục đá đó giống như là những cái tư cách của bất thiện đó thì nó trì trệ làm cho mình rơi rớt không có thể nào vượt lên được. Cũng như vậy, như vậy thì Đức Phật ngày trả lời cho Bà La Môn, Phā-rót-a-chā và Quá-xích-tha đó là ngày nói lên từ cái sự hành trì và đến cái sự đạt được cái sự giải thoát, rũ bỏ tất cả những cái kiết sử lậu hoặc phiền não, những cái sự cột đói thân tâm, dù là tham sân hay si đó, những cái sự cột đói làm trì trệ cái tâm giải thoát và tuệ giải. Bởi vì chúng ta biết tâm giải thoát là đạt được thiền định, tuệ giải thoát đó là đạt được thiền 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 quán, và câu phần giải thoát là một người đạt được cả hai loại, vừa chỉ tịnh vừa quán minh. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Phật này muốn nói đến một cái người Bà La Môn đó là người đó phải có khả năng thấy được đời này hay là thấy được đời sau, thì chính vì cái sanh tử trí hay là cái túc mạng minh, mình nhớ lại cái sự luân hồi hay là thấy chúng sanh thọ sanh vào cảnh này hay cõi kia đều là do hạnh nghiệp. Hạnh nghiệp ở đây là cái phúc hành hay là phi phúc hành. Phúc hành thì cho sanh, phúc hành dục giới thì cho sanh vào cõi dục giới, phúc hành sắc giới thì cho sanh về 16 cõi sắc giới, còn phúc hành vô sắc thì cho sanh về 4 cõi vô sắc. Xúc phúc hành phi phúc hành thì cho sanh vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula. Như vậy thì Đức Phật ngài biết rằng những cái phúc hành này tương ứng với những cái hệ lụy phiền não trong tâm, và nó sẽ cho đến cái sự tái sanh trong cảnh giới. Như vậy thì cái người sanh ra đời đó, dù là ở một cái giai cấp nào, nếu mà không biết nỗ lực tu tập đó thì coi như là một kiếp luân hồi chỉ tạo toàn là những cái ác pháp. Còn chúng ta có sanh ra bất luận là kiếp nào ở trong cái đời sống này, dù ở trong cái giai cấp nào mà chúng ta tu tập đó, chúng ta đều quăng bỏ những cái gánh nặng, những cái hệ lụy, những cái sự trì trệ hành trình và cái sự đưa đến cái đạo lộ giác ngộ đó, thì chính là mình bỏ bớt đi thì nhẹ. Giống như Đức Phật thí dụ ở trong kinh Pháp Cú, mình thuyền vừa tác cạn, cái nghĩa là tác cạn những cái đó đó thì cái thuyền nó nhẹ nhàng và nó đi rất là mau. Thì cái người mà không có để hệ lụy đó thì cái tâm đó nó hướng đến cái sự dứt trừ những cái tham chấp, dứt trừ những cái sự phẫn nộ, dứt trừ những cái phản ứng thuận nghịch mà trong cái sự đối đãi trong đời đó, vị này vượt qua được tất cả những cái điều đó đó. Thì Đức Phật ngài mới nói rằng là Bà La Môn. Như vậy á, thì Đức Phật ngài nói rằng một cái vị Bà La Môn mà đại giác như ngài đó, chính danh là một Bà La Môn đại tuệ, một cái bậc thiền thệ, một cái bậc chánh giác, một cái bậc đại ngộ. Như vậy là ngài biết được cái sở hành của nhân thiên, sở hành của Càn Thác Bà hay là cái sở hành của chúng sanh còn luân hồi hay hết luân hồi, với tâm của Đức Phật biết được tâm của chúng sanh mà chúng ta gọi là tha không thông đó. Như vậy thì Đức Phật ngài nói rằng nếu một người mà đạt được dứt trừ tất cả những cái chấp trước như vậy đó, không có dính mắc vào đời này hay đời sau, thì Đức Phật ngài mới gọi là Bà La Môn. Như vậy thì Đức Phật ngài định nghĩa cho biết rằng cái Bà La Môn là như vậy, chứ không phải là ở Tam Tuệ Đà Kinh hay là ở huyết thống cha mẹ thọ sanh, hay là học những cái thuận thế ngữ hay là đại nhân tướng đó mà được gọi là Bà La Môn. Không có phải, chỉ đó là những cái học thuật và những người đó được những cái tài sản sự sống bằng những cái học thuật đó, những cái môn học thuật đó, chứ không phải là một người đoạn trừ những cái phiền não
trong cái sự luân hồi, trong cái sở hành luân hồi, không có phải là môn. Bà la môn phải biết được cái sự đoạn trừ các cái sở hành dẫn đến cái sự tái sanh trong tương lai, bị nhiều sự cột đói của vô minh và tham ái, sự che đậy của vô minh và sự cột đói của tham ái. Thì như vậy đó, thì Đức Phật ngài mới gọi là Bà La Môn. Như vậy thì khi mà Đức Phật ngài thuyết giảng rồi đó, thì chúng ta thấy hai cái thanh niên Bà La Môn Vasiṭṭha và Phá Đó La Chá đó đã quy y Đức Phật, đã có những cái lời tán thán Đức Thế Tôn giống như người dựng những cái gì bị ngã và đem đèn đèn vào cái chỗ nào tối để cho ai có mắt có thể thấy được. Thì chánh pháp Đức Phật ngài dùng cái cách trình bày như vậy. Thì những cái vị này đã quy y Đức Phật và phát nguyện quy y cho đến mạng chung cuộc đời này. Như vậy thì chúng ta thấy rằng hai cái vị Bà La Môn này á, thật là người hữu duyên và có một cái duyên lành mà dẫn dắt và có cái sự giải thích phân cách cho đủ cách để đoạn trừ được những cái lậu hoặc phiền não mới được gọi là Đức Phật gọi là Bà La Môn. Kính bạch thượng tọa, kính thưa quý vị, cái phần trình bày về cái bài học hôm nay đó thì nếu mà chúng ta nghe hết những cái đoạn mà Đức Phật nói về Bà La Môn đó, thì chúng ta thấy không có cái hạnh nào mà Đức Phật ngài không có trình bày. Dù là đó là minh hay hạnh thì Đức Phật ngài cũng trình bày, vì cái đó là cái tư cách của Bà La Môn, đại Bà La Môn như là Đức Thế Tôn, vị chánh đẳng chánh giác. Còn những cái vị Phật tinh văn giác hay độc phát giác, hay những vị thánh tam quả hay là nhị quả hay sơ quả, là những vị mà là đạt được cái nội tâm thanh tịnh mới được gọi là Bà La Môn. Phần phước phát sanh được trong cái thời Pháp thoại này, tôi kính dâng lên chư tôn đức chia đến quý vị, xin hồi hướng đến chư thiên, xin hướng nguyện đến thượng tọa Phật Tính với cái sự phước lành này và thuận duyên trong cái sự tu hành để đạt được cái sự giác ngộ giải thoát. Bây giờ thì con xin gửi mic lại cho thượng tọa Giác Đẳng để thượng tọa tiếp tục điều học phần trình bày của con mà chưa có làm sáng tỏ trong cái bài học hôm nay. Dạ, con xin kính thỉnh thượng tọa. Ta cũng kính trình thượng tọa Đăng. Bạch thượng tọa Thiếu Sư, thượng tọa có ở trước máy và thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa Thiếu Sư nghe được, xin thượng tọa hoan hỷ trả lời cho câu thơ lần đầu tiên. Một lần nữa xin hỏi thượng tọa Thiếu Sư, thượng tọa có mặt ở trước máy và thượng tọa có nghe được không? Thượng tọa Pháp Tân, thượng tọa có nghe được không? Không biết thượng tọa Pháp Tân, thượng tọa có ở trước máy không? Dạ, thì Pháp Tân, chúng ta thường nghe rất là nhiều Phật tử Việt Nam, ví dụ như mình nguyện sanh về cõi, ít có người nói rằng ngoại trừ Phật giáo Tây Tạng. Phật giáo Tây Tạng thì những người họ hay phát nguyện sanh trở lại làm của người, nhưng mà theo từ học tân đó, thì mình đọc ở trong kinh, phải chăng là ở trong tất cả các cõi thì cõi người đó là cái cõi mà có nhiều điều kiện tu tập hơn là cái tốt xấu do thọ sanh, có phải như vậy không? Xin thỉnh từ đó học tân. Dạ, Nam Mô Bụt-tha-yá, Nam Mô Tham-ma-yá, Nam Mô Sang-kha-yá. Con xin thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng tọa Tề Siêu, Thượng tọa Giác Đẳng, Thượng tọa Pháp Đăng, Thượng tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tề Tri, Sư Nguyên Thông cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị cho biết đã nghe rõ. Thì theo con nghĩ rằng cái thế giới quan của Phật giáo thì nói đến các cái cảnh giới,
các cái cảnh giới đó thì tùy thuộc vào cái nghiệp lực. Nghiệp ở đây thì bao gồm cả nghiệp thiện và nghiệp bất thiện. Nếu mà mình so sánh ở trong một cái cách tương đối thì các cái cõi trời là cái cảnh giới hưởng phước, cảnh giới hưởng phước, như là các cái cõi trời dục giới là những cái cảnh giới hưởng phước, rồi các cái cõi trời phạm thiên sắc giới hoặc vô sắc giới thì là do tu thiền chứng mà các vị ấy sanh về các cái cảnh giới đó để hưởng được cái sự an lạc, hưởng được cái sự an lạc do các vị ấy đã tu chứng các cái thiền chứng, cho nên là sanh về các cái cảnh giới đó. Nhìn chung lại thì các cõi trời là cái cõi mà chúng ta hiểu đó là cái sự hưởng phước, họ không có phước này thì phước nọ. So sánh với cõi người thì có lẽ là cõi người không có phước bằng về phương diện hưởng thụ. Đối với các cái cõi dục, hưởng ngũ dục thì ở các cái cõi dục đó, thì người ta sẽ hưởng phước nhiều. Các cái cõi trời phạm thiên sắc giới, vô sắc giới thì là do tu thiền chứng, cho nên là họ hưởng được cái sự an lạc do các cái thiền chứng nó mang lại. Thì so với cõi người thì có lẽ là cõi người kém hơn với các cái cảnh giới đó. Thì ở đây đó là các cái cảnh giới nó tùy thuộc vào cái nghiệp của mỗi người. Nghiệp tốt, nghiệp xấu, nghiệp tốt như thế này, nghiệp tốt như thế kia. Nếu mà nó nói là thiện nghiệp, do cái thiện nghiệp tạo ra để tạo ra cái quả lành, quả an lạc mà do họ mang lại. Cho nên cái điều đó nếu mà mình nói là cái sự hưởng thụ thì so với cõi người thì các cái cảnh giới chư thiên hay là các cái cõi cảnh giới của phạm thiên sắc giới hoặc vô sắc giới đều là cái sự an lạc nhiều hơn so với cõi người. Nhưng mà đối với cõi người đó thì chúng ta biết rằng ở trong kinh nó mô tả đó là cái việc mà sanh lời cõi người đó thì có lẽ là chúng ta được nhiều cái phước, nhiều cái phước. Thí dụ như là ở trong câu câu pháp cú mà Đức Phật ngài dạy rằng được sanh làm người là khó đó, kicho manusapati lafo, được sanh làm người là khó. Thì sanh lại làm người ở đây đó là nếu mà mình nói rằng so với các cảnh khổ thì có lẽ là cái tâm khuynh hướng mà hướng đến cái pháp bất thiện để rồi cho ra cái khổ quả đó thì có lẽ là mình sinh lại làm người là mình là nó khó hơn, nó khó hơn, rõ ràng là như vậy. Nhưng mà rồi đó thì sanh lại làm người đó, mình phải nghĩ rằng đó là cái hạnh phúc, cái hạnh phúc. Bởi vì nếu mà mình sanh về các cái cảnh giới chư thiên là hoàn toàn là mình hưởng phước, hưởng phước. Sống trong cái hầu như là phần lớn á, là sống ở trong cái sự hưởng thụ thôi. Cho nên là các cái vị chư thiên ở cõi trời dục giới á, thì họ lại vui thích hưởng thụ ở trong những cái gì mà họ đã có phước sẵn, họ đã tạo phước, cho nên họ sanh về các cái cảnh giới chư thiên thì họ hưởng cái phước đó. Còn đối với phạm thiên sắc giới hoặc vô sắc giới thì họ hoan hỷ hỷ lạc ở trong cái thiền chứng, từ ở nơi nội tâm của họ, họ cũng có cái sự thỏa thích riêng, thỏa thích riêng. Nhưng mà để cái điều kiện mà để sanh lại làm người đó thì ở đây đó chúng ta ở làm người đó thì chúng ta có những cái sự thuận lợi. Thì theo chúng tôi biết đó thì chư Phật chánh đẳng chánh giác các ngài ra đời thì thường là ra đời ở cõi người, bởi vì cõi cõi chư thiên á, mình hiểu ở trong Phật pháp mình cõi chư thiên là người ta hưởng phước, hưởng các cái dục lạc, hưởng phước, mặc dù là cái cách sự thụ hưởng của họ nó khác với cõi nhân loại của chúng ta, nhưng mà họ có cái sự thụ hưởng riêng của họ.
do là họ hưởng phước, tạo được phước cho nên là họ sanh về cõi các cái cõi chư thiên, cõi chư thiên. Rồi các cái cõi phạm thiên sắc giới hoặc vô sắc giới thì họ giống như là họ no vui hay là họ quan hỷ, họ hỷ lạc, rồi họ gắn chắc với những cái thiền chứng của họ. Dĩ nhiên là họ cũng đang hưởng cái phước mà do họ tu tập, họ tu tập mà có. Cho nên ở đây đó, khi mà sanh lại làm người á, thì nó có những cái điều kiện thuận lợi, nó có những điều kiện thuận lợi. Thứ nhất là mình có thể là có cái điều mà chúng ta nghĩ là cái việc mà chúng ta nghe được Phật pháp, nghe được Phật pháp. Mặc dù là trong kinh mô tả là có khi chư thiên nghe đó, Đức Phật này thuyết pháp thì chư thiên, các vị chư thiên ở các cái cảnh giới nào đó, cái cảnh giới ở đây chúng tôi nói nào đó đó, thì có những cái cõi mà nó giống như là cái sự xa xăm nào đó mà họ không thể nào mà, hay là sự hưởng thụ nào đó mà họ không thể nào nghe pháp của Đức Phật. Nhưng mà chư thiên thì có những vị họ cũng nghe pháp được Đức Phật. Nhưng mà để sanh lại làm người đó thì họ nghe pháp được là cái sự thuận lợi. Thuận lợi khi họ được nghe pháp, nghe pháp từ nơi Đức Phật, nghe pháp từ nơi các vị thánh của Đức Phật, đệ tử của Đức Phật. Đó là cái điều mà họ được cái sự thuận lợi vậy. Cái thứ hai đó là họ có một cái chí nguyện và cái tâm của họ đó, cái tâm của họ đó thì phải nói rằng họ đã phát nguyện. Khi mà mình phát nguyện những cái điều nguyện gì đó thì mình có những cái nguyện đó để mà mình thực hiện, hay là mình có được cái nội tâm nó mạnh dạn, cái hùng tâm của mình á, nó có được cái hùng tâm. Giống như chúng ta thấy rằng Đức Phật của chúng ta đó thì ngài phát nguyện, từ khi phát nguyện trong trong tâm, rồi phát nguyện ra lời, rồi được Đức Phật quá khứ thọ ký cho đó, thì mặc dù là tu cái hạnh trí tuệ thì cũng mất hết 20 a tăng kỳ, nhưng mà nhờ cái chí nguyện đó, cái hùng tâm đẳng lực đó, cái tâm của họ mạnh dạn như vậy đó, cho nên là họ cố gắng để thực hiện. Thí dụ chúng ta nghe cái câu chuyện mà Đức Bồ Tát khi mà ngài thọ thực xong cái bát cơm đó đó, thì do nàng Sư Chà Ta cúng dường, chúng tôi nhớ không lầm, thì Đức Bồ Tát ngài mới thả cái bát đó trôi dòng sông, và ngài phát nguyện là nếu mà chứng chánh đẳng chánh giác thì ngài không có rời khỏi chỗ này, tức là cái nơi mà ngài tọa thiền đấy, ngài chứng đắc đạo. Thì quả thật như vậy, khi mà ngài phát nguyện rồi là ngài ngồi ở đó để mà ngài tu tập, mà ngài chứng ngộ. Cho nên nếu mà để sanh lại làm người thì chúng tôi nghĩ rằng đó là một cái điều may mắn, bởi vì chư Phật chánh đẳng chánh giác không có ra đời ở các cái cõi trời. Bởi vì các cõi trời dục giới á, thì chúng ta biết rằng các vị thiên nam hay là thiên nữ cũng vậy, các vị ấy cũng chỉ là hưởng thụ thôi, hưởng phước thôi. Cho nên là sống cái cuộc sống á, ngoại trừ các cái vị mà thánh ở các cái cảnh giới đó mà chưa có giác ngộ, chưa có chứng quả vị vô lậu, thì quả vô sanh là A La Hán, thì các vị có mà ở cả cảnh giới đó thì thôi đi. Nhưng mà đối với các cái vị thiên nữ hoặc là thiên nam đó, thì chúng tôi nghĩ rằng do là hưởng phước cho nên là họ hưởng thụ, họ hưởng thiên sắc, thiên hương, thiên danh xưng, thiên tọa mạng, họ hưởng đủ thứ cái phước do họ có cho nên là họ hưởng phước. Các cái cõi phạm thiên sắc giới hoặc vô sắc giới
thì chúng tôi nghĩ rằng là do họ hoan hỷ, họ hỷ giặc lạc, họ no vui ở trong các cái thiền chứng của họ, cho nên là Đức Phật không có ra đời ở các cái cõi đó. Đức Phật chánh đẳng chánh giác không có ra đời ở các cái cõi đó. Bởi nhiều nhiều khi các vị chư thiên, các vị phạm thiên sắc giới đó, còn nảy sinh ra một cái ý, cái tâm nghĩ rằng hết sức là thừa kiến, cứ nghĩ là mình là cái người sống mãi, cái người sống trường cửu, vĩnh hằng, không thể nào mà biết mà không thể nào mà chết, người ta cứ nghĩ như vậy. Thì cái đó thì quý vị thấy rằng nó cũng là một cái trở ngại rồi. Hơn nữa cái cõi người của chúng ta đó, Đức Phật chánh đẳng chánh giác ngài không có ra đời ở cõi khổ, như là kinh của Phật giáo Bắc truyền, Phật giáo Đại thừa người ta nói đó. Ví dụ như là nói các vị Bồ Tát rồi phát nguyện rồi là nếu không độ được chúng sanh ở cõi địa ngục thì không thành Phật, như chẳng hạn như Địa Tạng chẳng hạn, là các vị Bồ Tát mà họ dựng lên. Như sự thật là có cổ khổ quá mà làm sao mà là cái nghiệp nó hành hạ như vậy thì làm sao mà có. Chúng tôi nói ở đây là trong cái đời sống đời thường của chúng ta thôi, một người mà lam lũ quá thì họ không bao giờ mà họ có một cái tâm trí đâu để họ để ý đến Phật pháp. Cái người mà sung sướng quá thì họ vui mang, họ vui mang chiến thắng ấy, thì không thể nào mà họ nhận định ra được cái sự khổ, sự vô thường, sự vô ngã để rồi họ tu tập. Cho nên là các cái cõi trời sướng quá thì cũng không thể nào có vị chánh đẳng chánh giác ra đời này, ra đời cõi đó. Còn cõi khổ thì không thể nào có, không thể nào có. Mặc dù theo như diệu pháp á, thì người khổ vẫn có sanh được tâm thiện. Chẳng hạn như con chó thì nó biết người chủ, biết vật của chủ, hay hoặc là các chúng sanh ở cõi địa ngục á, thì có khi được khởi được tâm thiện, nhưng mà cái tâm thiện nó không đủ sức để mà họ giác ngộ, họ tu tập được. Bây giờ ngay cả cái người lạc vô nhân hay là nhân nói theo như diệu pháp thì cũng khó bao giờ chứng đạo chứng thiền được rồi, chứ đừng nói tới cái người khổ. Cho nên là Đức Phật ngài chánh đẳng chánh giác ngài không có ra đời ở cõi khổ để rồi tiếp độ chúng sanh, không có. Còn cõi người của mình thì khi mà mình đã phát nguyện có được cái sự phát nguyện được thân được đầy đủ nè, được sanh được, được có tứ chi, có trí tuệ nè, có sức khỏe nè, có nhiều cái điều kiện thuận lợi thì mình có thể là mình có thể, nếu mà mình có cái sự phát nguyện rồi mình có được cái sự hùng tâm nữa, tức là cái sự phát nguyện của mình mà mình gắn chí mình làm dù cái trở ngại cỡ nào thì mình cũng thực hiện được, thì có lẽ là nó có những điều kiện thuận lợi để mà mình tiếp nhận giáo pháp của Đức Phật, giáo pháp Đức Phật, để rồi mình trở thành một bậc thánh, bậc thánh. Và hơn nữa đó là cõi người của chúng ta đó là có khổ có vui lẫn lộn. Bởi vì chúng ta có cảm nhận được hạnh phúc của trần gian, hạnh phúc mà chúng tôi nói đây là hạnh phúc tương đối nha, hạnh phúc của trần gian về vấn đề mà ngũ dục trong cuộc đời này, mình có khi mình cũng được hạnh phúc, mình nghĩ đó là hạnh phúc. Cho nên là Phật nói đối với các cái đối với ngũ dục á, thì nó có vị ngọt của nó, tức là mình cảm thấy hạnh phúc đó, rồi nó có cái sự nguy hiểm của nó, tức là nó có sự biến hoại, nó có sự thay đổi, nó có sự biến hoại, nó có sự thay đổi, đó là sự nguy hiểm của nó. Và nó có một cái tính chất nữa, sự xuất ly của nó, tức là một người mà thoát khỏi ngũ dục, tức là có dướng mắc trong ngũ dục, thì người đó sẽ được cái sự an lạc rất là lâu dài, vững chắc, bền vững. Đó là cái điều mà chúng ta nghe trong cái kinh mà Đức Phật ngài đã dạy như vậy. Như vậy thì cái cõi người của mình á, nó có hạnh phúc và nó cũng có đau khổ. Và con người trải qua những cái hạnh phúc đau khổ đó, mình mới có thể cảm nhận được, trải nghiệm được
qua cái cuộc sống của mình. Thí dụ như là chúng ta thấy nàng Patachara khi mà chết hết người thân cũng vậy, chết hết người thân cũng vậy. Hay hoặc là nàng thánh ni Kisotami chẳng hạn của mình, nghĩ rằng là Đức Phật sẽ thể cứu con của mình. Cuối cùng thì mới hiểu ra một điều Đức Phật muốn nhắn nhủ, một điều đó là tất cả cuộc đời này ai sanh ra thì cũng phải chết. Cuối cùng thì ngài cũng, nàng cũng âm thầm rồi đi chôn con và cuối cùng xuất gia để trở thành, sau này trở thành một bậc thánh ni. Đó là nàng Kisakotami hay là nàng Mahapachara chẳng hạn. Thì ở đây chúng tôi nghĩ rằng cái cõi nhân loại là cái cõi mà chư Phật thường, chư Phật chánh đẳng chánh giác thường ra đời, ra đời để tiếp độ. Và nếu mà ai sanh lại làm người đó, thì là một cái điều kiện thuận lợi nhất, tốt nhất để chúng ta có thể tu tập giác ngộ và lãnh hội được giáo pháp của Đức Phật, để rồi chúng ta tu tập giác ngộ. Thì chúng tôi nghĩ rằng là các cảnh giới thì nó tùy thuộc vào một nghiệp của mỗi người. Có người nghiệp tốt như thế này, người tự nghiệp tốt như thế kia, có người có cảnh giới bất thiện, cảnh giới khổ á, do nghiệp bất thiện tạo ra, thì có người nghiệp tạo cái nghiệp này mà tạo sanh vào khổ thú này hoặc là khổ thú kia, thì tùy theo. Nhưng mà rồi đó thì cái cõi người của chúng ta đó, mặc dù so với các cõi trời thì chúng ta không có hưởng phước như họ, rõ ràng là nãy như vậy, và chúng ta cũng không khổ như cõi khổ địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và Atula. Và chúng ta có cái cảm giác được hạnh phúc hay là chúng ta có cái cảm giác của đau khổ, và cái khổ hay là hạnh phúc đó tùy thuộc chúng ta. Và chính vì vậy đó, người ta mới có thể tột cùng ở trong cái sự khổ, rồi tột đỉnh của cái sự hưởng thụ, rồi người ta mới nhận ra để rồi người ta tu tập. Thì chúng tôi nghĩ rằng đó là cái điều mà Đức Phật, chư Phật chánh đẳng chánh giác thường ra đời ở cõi người, và cõi người có những cái sự thuận lợi hơn so với các cái cảnh giới khác. Chúng tôi nghĩ là như vậy, chúng tôi thưa là như vậy. Bởi vì chúng ta thấy rằng là cái phước của mỗi người để rồi lãnh hội giáo pháp của Đức Phật, rồi tu tập mới được cái sự giác ngộ. Cho nên là thường là chư Phật chánh đẳng chánh giác chọn cõi nhân loại, bởi cõi nhân loại có một cái hùng tâm đảm lực, rồi có được một cái điều kiện thuận lợi, đó là chánh niệm rất là nhiều so với các cõi đó. Mặc dù là các cái cõi trời phạm thiên sắc giới hoặc vô sắc giới thì người ta hưởng thụ, người ta hưởng ở trong cái hỷ lạc ở trong thiền định đó, nhưng mà người mà đã muốn tu tập, cái cõi nhân loại của chúng ta mà đã muốn tu tập thì chúng ta có cái chánh niệm, chúng ta đã quyết tâm thì chúng ta có cái chánh niệm. Do cái chánh niệm đó và do cái tâm của chúng ta được mạnh mẽ đó, tức là hùng tâm đó, mạnh mẽ đó, rồi chúng ta được một cái thân người nữa, rồi chúng ta được có những cái sự dễ dàng tu tập để hướng đến cái sự giác. Chúng tôi nghĩ rằng cõi người là một cái điều kiện thuận lợi để cho chúng ta tu tập, chúng ta tu tập là như vậy. Thì đây là cái ý mà con xin được chia sẻ qua cái câu thượng tọa. Con xin kính tỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú cái trường thượng tọa pháp trần, siêu nguyên thông có ở trước máy và nghe được không? Nếu siêu nguyên thông nghe được, xin siêu nguyên thông trả lời cho cô thôi một số hai. Dạ, ở siêu nguyên thông thì thường mình thấy ai mà còn nhỏ mà có cái tư chất tốt á, mình tạo mình tốt bẩm sinh, tốt tự nhiên, lúc sinh ra thì tốt rồi, thì mình thấy mình khoan hỷ lắm. Nhưng mà mình ít có khi cảm nhận một người rằng
có trưởng thành, có cải thiện nhờ vào giáo dục. Nhưng mà theo siêu nguyên thống ấy, thì cái tốt bẩm sinh nó có tốt hơn là do giáo dục không? Ở sinh thỉnh siêu nguyên thống. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con cung kính đảnh lễ để kính chào toàn thể chư vị chắc tư kính mến. Con xin góp ý cho câu thảo luận số 2, hỏi rằng tốt bẩm sinh có tốt hơn là tốt do sự giáo dục. Kính thưa sư phụ, cái tốt bẩm sinh đó là do cái quả vị thục của những cái hành động tốt trong cái quá khứ, cho nên kiếp này thì họ đã có một cái tốt bẩm sinh. Nhưng mà nếu có thể cái người đã tốt bẩm sinh đó trở lại trần gian này mà còn nhớ lại những cái kiếp trước thì họ sẽ tiếp tục tốt và tìm con đường để học tập và sẽ tiếp tục tốt lại nữa. Còn nếu mà tốt bẩm sinh trong cái môi trường là được sanh vào cái chỗ mà giàu sang phú quý nhưng mà lại không có học tập, thành ra cái tốt bẩm sinh đó nó sẽ có lẽ là sẽ đi lần lần đến cái chỗ mà không còn hiểu biết cái chân lý được nữa, và lúc đó thì cái sự việc đó nó sẽ thua cái người tốt do sự giáo dục. Bởi vì khi mà sự giáo dục, nếu mà sự giáo dục của trường đời đó thì đã giải về kiến thức, mà giải về kiến thức thì họ cũng giải về làm thiện lánh ác, nhưng mà không có, chưa có giới thiệu vào trong cái đạo Phật, cho nên là ở một cái mức độ nào đó thì con không có xác nhận nổi tốt do sự giáo dục. Mà nếu mà hướng về cái Phật pháp á, thì là nhất, bởi vì trên thế gian này Phật pháp là cái lý tuyệt đối, mà chân lý này do một người tài giỏi mà từ bi nhất trên thế gian này là Thế Tôn, thì chỉ có cái ta gọi là Bú Đa Tham Ma là Phật pháp đó, thì nó mới là siêu đẳng trên trần gian này. Trên trần gian này cái mà cái thánh sản của chúng ta là chúng ta có được cái Phật pháp trong trong cái tâm của chúng ta, để từ đó mà chúng ta làm lấy làm kim chỉ nam để hướng dẫn cái thân hành khẩu hành và ý hành của chúng ta. Bởi vì tất cả những thân hành khẩu hành và ý hành của chúng ta mà nếu là vướng vào cái tham sân si thì nhất thiết là chúng ta phải chịu cái quả báo của nó. Bởi vì hiểu được cái giáo pháp, cái lý đó, cho nên cái Bú Đa Tham Ma là một cái chân lý tuyệt đối và một cái thiện tuyệt đối. Và chúng ta may mắn ở đây là hàng ngày được vào đây tu luyện, được nghe nhiều. Thì khi mà chúng ta được nghe nhiều giáo pháp hàng ngày thế này thì nó có một cái sự biến hóa, sự chuyển hóa tự nhiên trong cái tâm của chúng ta. Thì những người có mặt trong room này thì bây giờ cho họ tỷ tỷ bạc bảo họ giết người, cho họ tỷ tỷ bạc để họ đi ăn cắp, thì con thấy không thấy người nào có can đảm làm điều đó. Bởi vì cái thông minh, cái trí tuệ của họ thì vượt qua cái điều đó. Vì vậy cho nên cái câu thảo luận hai này do cái từ ngữ là cái bẩm sinh, tốt bẩm sinh, thì có do cái đó là một cái quả vị thục của một cái hành động tốt trong quá khứ, cho nên kiếp này họ được tốt bẩm sinh, có cái tánh tốt như vậy. Nhưng mà nếu có tốt bẩm sinh đó mà được vào cái room này thì cái người hành giả đó sẽ tiến xa hơn. Còn cái người mà tốt do sự giáo dục thì cái tốt do sự giáo dục này thì cái người hành giả đó ở đây, cái sự giáo dục này nếu mà sự giáo dục của cuộc đời thì họ sẽ có những cái thành tựu về bằng cấp, về trí thức. Nhưng mà trí tuệ thì phải Phật giáo thì mới có được cái trí tuệ. Bởi vì cái trí tuệ này để khiến cho người hành giả đó ly tham, ly sân, ly si. Thì cái chỗ này thì con không hiểu là cái chữ tốt do sự giáo dục này thì nó nằm ở phương diện nào. Nếu tốt do sự giáo dục này thì người hành giả đó có thể thành tựu trong cuộc kiếp sống. Nhưng mà thành tựu trong kiếp sống, nhưng mà cái con người chúng sanh đó, là một chúng sanh thì cái tham sân si thì nó vẫn còn ở đó, chưa được đoạn trừ. Chỉ khi nào người hành giả đó thâu nhận được cái giáo pháp, là cái Buddha Dhamma, là cái lớp học này nè,
thì người hành giả đó mới có tâm là diệt trừ tham sân si, thì chừng đó thì người hành giả đó mới có thể nói là đi đúng hướng và xứng đáng là đệ tử Phật, xứng đáng là cái một người hiểu biết giáo và đang nỗ lực hàng ngày từng giây đi tham đi sân ly si, và đó là cái mục đích của con nghĩ là mục đích của tất cả chư Phật tử và chư tu sĩ có mặt trong room này. Kính thưa sư phụ, nếu là cái sự tốt do sự giáo dục mà có hướng về giải thoát nữa, thì nhất thế gian rồi, tức là những người trong room này là được là có cái tâm và được giảng dạy hàng ngày trong room này, thì đó là một cái sự vinh hạnh và cái hạnh phúc của tất cả chân tử trong room này. Kính thưa sư phụ, với câu thảo luận hai và trí tuệ nhỏ bé của con thì con chỉ có thể nói đến đây mà thôi. Con xin trao mai lời sư phụ để sư phụ đào sâu thêm câu thảo luận thứ hai này mà con thấy rất là quan trọng cho con để mà học hiểu thêm. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai và chân thành tri ân chư vị đã lắng nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thủ kính trình sư Nguyên Thục, xin được thỉnh sư tổ Pháp Đăng trả lời cho câu thảo luận số 3. Không biết sư tổ Pháp Đăng có mặt ở trước máy và nghe được không? Ở trước máy xin được có một vài lời đóng góp nhân bài học ngày hôm nay. Bởi vì chư tăng chư vị giảng sư hiện không có nhiều ở trong lớp học. Thưa quý vị, nếu mà chúng ta nhìn toàn bộ bài kinh này một cách tổng quát này, thì chúng ta thấy rằng những câu kệ mà Đức Phật ngài nêu lên đó, không phải là do một sự ngẫu hứng đối đáp, mà ở đó đó ngài có những cái chỉ dẫn rất là cụ thể. Khi mà hai thanh niên Trí Thức Bà La Môn và Thỉnh Đức Học Pháp Đăng trả lời cho câu thảo luận số 3. Và từ đó đang ở trong bài kinh này, Đức Phật ngài có nói rằng nếu một cái vị tu sĩ dù là Sa Môn hay Bà La Môn mà chỉ sống bằng nghề nông, đó là nông dân chứ không phải là tu sĩ, sống bằng nghề buôn bán đó là thương gia chứ không phải tu sĩ, sống bằng nghề coi bói đó là chiêm tinh gia chứ không phải là tu sĩ, thì là tu sĩ thật sự là phải có những cái một cái lối sống chí lực. Thì từ đó các có thể giải thích rằng tại sao đa số các vị tu sĩ không tập trung vào chuyện học cái gì đáng học, làm cái gì đáng làm của một vị tu sĩ, mà lại hướng sang những cái nghề nghiệp gọi là nghề tay trái. Xin cái tính thì thọ Alo, quý vị có nghe được không? Dạ, thật sự đó thì nếu mình nhìn vào những cái sứ quốc giáo đó, thì mình thấy rõ ràng cái đời sống của tu sĩ đó, thì đi khất thực, thuyết pháp giảng đạo, tổ chức những khóa tu, thuyết pháp hoặc là dạy học. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn vào Việt Nam thì quả thực một số, tại vì họ quay qua làm những cái nghề chiêm tinh, thuật số, hoặc là coi bói, coi tướng, rồi coi ngày tốt xấu, rồi hoặc là phong thủy đâu, rất là nhiều cái gì hiện giờ phải nói là rất là nhiều. Nhưng mà thật sự ra cái đó là cái số đông của một số người nam nữ, họ có cái khuynh hướng đó, cuối cùng thì đã biến những cái vị tu sĩ chạy theo những nghề nghiệp đó. Thì nếu mà nói như vậy đó thì mình thấy rằng cái đời sống mà một cái vị tu sĩ mà
sống đúng theo cái lời dạy của Đức Phật đó, thì chúng ta chỉ thấy rằng các ngài chỉ dạy học thuyết pháp giảng đạo, tổ chức những khóa tu hoặc là thuyết pháp giảng đạo thôi, chứ còn ngoài cái vấn đề đó thì chúng ta thấy rằng chỉ chạy theo cái sự sống, chạy theo những cái sự nghề nghiệp để thu hút một số lượng người, một số lượng người để họ có cái nhu cầu, họ có cái điều kiện xây dựng này thì nó cũng có một phần như vậy. Thì theo con nghĩ rằng nhé, ở trong đây á, thì nếu mình nói trong kinh Tạng Phật giáo Nam truyền đó, thì nó không có giống như bên Bắc truyền là bên Bắc truyền nó có y phương minh rồi công xảo minh để cái này cái nọ, là nó cũng nói đến đời sống tu tập phải có những cái học thuật như là y phương minh, học nghề trị thuốc, những học những cái công nghệ gì đó, công xảo minh hay là kim toan bói toán là cái nọ. Nhưng mà thật sự những cái điều đó nếu mình coi trong những cái bài kinh mà Đức Phật ngài trả lời, nhất là bài kinh này đó, thì rõ ràng không phải là vị tu, cái điều đó không phải là tu sĩ. Bởi vì khi biết một cái người mà họ muốn phát triển một cái học thuật nào đó thì họ đầu tư cái tâm ý của mình vô rất là nhiều, và họ luôn luôn thì tổ pháp đang quan nghĩ coi là biết ở trong room không còn nghe được lời trên thỉnh thưa rồi. Một lần nữa xin được hỏi thưa tòa, pháp đang thưa tòa có mặt ở trong room không? Nếu thưa tòa đang có mặt ở trong room thì xin sự đọc hoan nghỉ cầm mic trở lại. Thưa vị, trong thời gian sự đọc đang trở lại, tôi xin được tiếp lời trở lại. Ở trên thế giới này thôi, trường hợp mà những vị tu sĩ giống như tu sĩ Bà La Môn giáo, ngoại trừ Phật giáo Nhật Bản, lát nữa chúng tôi sẽ nói về Phật giáo Nhật Bản đó. Nhưng mà ở trong văn hóa của Ấn Độ đó, thì những vị Bà La Môn đầu tiên là hãy sanh trong gia đình Bà La Môn thì Bà La Môn, mà Bà La Môn thuộc về cái giai cấp tu sĩ. Do vậy trong khi cái ngôn ngữ mà chúng ta thường nghe gọi là các vị tu sĩ Bà La Môn mà còn có vị Sa Môn nữa, các vị Bà La Môn là tu sĩ là do sanh trong gia đình Bà La Môn, do đó tự nhiên gọi là Bà La Môn. Trong lúc đó các vị Sa Môn là những vị phải lớn lên rồi có ý thức, rồi tự mình từ gia đình sống đời sống của gia đình gọi là Sa Môn. Thì bởi vì sanh ra đời đã là vị Bà La Môn rồi, do đó các vị này chú trọng về vấn đề học kinh Phệ Đà, và rồi các vị sinh sống bằng nhiều nghề khác nhau. Một vị Bà La Môn thì có gia đình rồi, có khi sống bằng nghề nông rồi làm đủ thứ, đủ thứ nghề. Dĩ nhiên thì khi mà những vị
Vasistha và người bạn đã hỏi Đức Phật, thì Đức Phật ngài giải rằng một cái người sinh ra trong gia đình Bà La Môn nhưng mà không có tu tập thì cũng chưa gọi là vị tu sĩ, mà vị đâu phải tu tập nữa. Ở đây chúng tôi cũng phải nói một mặt cách rất là, nếu quý vị nào biết về Phật giáo Nhật Bản đó, thì Phật giáo Nhật Bản có một điều là đúng cái nghĩa ta nói con vua thì được là vua, con sải ở chùa Quế Phá Đa đó, thì đa số các vị tu sĩ Nhật Bản là do sanh ra trong gia đình mà cha là nhà sư. Nó tùy theo tông phái, ví dụ như những tông phái lớn như Nhật Bản như là Thiền Tông, Chân Ngôn Tông, Tịnh Độ Tông, thì họ có những ngôi chùa, và trong những ngôi chùa này bị trụ trì là những nhà từ khởi đầu là Tịnh Độ Tông với Thanh Đoan Thánh Nhân là vào trong cung, rồi có một cô công chúa thương rồi lập gia đình, và do vậy từ đó về sau dần dà đa số các vị tu sĩ Nhật Bản có gia đình, và những vị này cũng có làm một số các nghề sau khi tiếp quản ngôi chùa rồi. Có một số vị là chỉ lo chăm sóc ngôi chùa thôi, nhưng mà cũng có số vị làm nghề như là quý vị nghe nói là Japan Airlines. Japan Airlines là một cái hãng máy bay của Nhật Bản đó, hiện tại bây giờ là điều hành gọi là CEO là một vị tu sĩ Phật giáo. Có rất nhiều vị tu sĩ Phật giáo Nhật Bản làm những nghề ở bên ngoài, từ quản trị kinh doanh cho đến mở hãng xưởng v.v. Các vị tu sĩ Nhật Bản một phần nào đó thì đời sống giống như các vị Bà La Môn. Khi nào thì tỏ pháp đăng trở lại, thì tỏ Hoàng Hiền cho biết chúng tôi đang nói tiếp lời cho thì tỏ pháp đăng. Thì thưa quý vị, đầu tiên đó là Vasistha và người bạn đó đã có một tranh luận với nhau về thế nào là một vị phạm chí. Chữ phạm chí ở đây đó là một cái chữ rất đẹp, vừa âm và vừa vừa âm mà là vừa vừa dịch. Cái chữ phạm, dạ, rất yếu hạ sinh. Nếu thì tổ hợp đăng mà cậu biết được thì tổ quan hệ cho biết. Thì thưa quý vị, cái chữ phạm đó giống như là, hay là phạm âm, chữ phạm đó là viết tắt từ chữ Pram. Dạ, Pram. Dạ, Pram mà có khi chúng ta gọi là Pragma. Chữ Pram có nghĩa là thanh tịnh. Chữ Pram có khi chúng ta âm là phạm, như là phạm hạnh, phạm thiên, phạm phạm âm, phạm chí. Dạ, thì cái chữ phạm đó là chữ âm của chữ Pram. Chữ phạm chí là vừa âm vừa nghĩa của chữ Pragmana. Pragman tức là chúng ta gọi là Bà La Môn. Bây giờ có nhiều vị Phật tử ở trong rung hay dùng, hay biết cái chữ Bà La Môn là BLM. Cũng thú vị là tại vì biết BLM đôi khi họ đã là bốc đạo, bây giờ người Việt Nam hay gọi là BLM, gọi là Black Lives Matter. Nhưng mà Bà La Môn, Bàn Môn, dạ, Bàn Môn, hay là Bà La Môn là âm dài, tắt là Bàn Môn chút, nói Bàn Môn Tả Đạo. Bàn Môn Tả Đạo, Bàn Môn là đạo Bà La Môn, và Tả Đạo chỉ cho Thiên Chúa Giáo. Đó là một cái câu nói về tà ma ngoại đạo ngày xưa, tà môn, Bà Môn Tả Đạo. Thì chữ Brahman này đó dịch là phạm thiên, phạm chí, tức là những cái gọi là tịnh nhân, hay là những người trong sạch, là những người trong sạch, những người thanh tịnh. Và cái quan niệm của người Bà La Môn á, là cái yếu tố đầu tiên để trở thành một Bà La Môn là phải thọ sanh Bà La Môn được. Dạ, quý vị thấy tại sao mà Ấn Độ giáo rất là khó truyền sang các nước khác, mặc dù Ấn Độ giáo có một cái nền thần học rất là tinh tế, bởi vì Ấn Độ giáo là gắn liền với chủng tộc, cũng như Do Thái giáo gắn liền với người Do Thái vậy. Thì Ấn Độ giáo gắn liền với người Ấn và với giai cấp, gọi giai cấp Bà La Môn.
và Bà La Môn là dân tộc thọ sanh. Và thọ sanh không phải đơn giản ở trong một gia đình Bà La Môn, mà còn có huyết thống thanh tịnh bảy đời. Dạ, huyết thống thanh tịnh, gọi là huyết thống thanh tịnh bảy đời ấy, thì là cha mẹ không có ăn ở hay không có lập gia đình với những người khác, dạ, với những người khác cái giai cấp. Ví dụ như là Bà La Môn lấy sắc đế liền có thể chấp nhận, nhưng Bà La Môn lấy giai cấp thương gia hay giai cấp thủ đà. Dạ, chúng ta nghe câu chuyện là có một vị hoàng thân Thích Ca tên là Mahanama, và ăn ở với một cô thị nữ. Cô thị nữ đó là người giai cấp thấp, sanh ra một cô công chúa, và cô công chúa đó về sau gả cho vua Ba Tư Đạt, đã tạo ra nhiều chuyện lớn. Bởi vì làm như vậy là cái huyết thống không có thanh tịnh. Thật ra khi mà người ta nói là huyết thống thanh tịnh đó, thì có nghĩa là cha mẹ không có lấy giai cấp khác. Do đó trong Ấn Độ có một cái chữ, mà cái chữ này người Việt Nam chúng ta sẽ cứ để ý lắm, gọi là Suchata. Dạ, chúng ta hay Suchata. Suchata, Suchata là gọi là thiện sanh. Dạ, thiện sanh. Thì cái chữ thiện sanh ở đây không đơn giản là sanh trong một gia đình gia giáo, không phải như vậy. Mà chữ Suchata, thiện sanh là đối với Ấn Độ quan trọng lắm. Cái văn hóa Ấn Độ đó, một cái người thiện sanh là một người không có ăn ở với người khác cái giai cấp là một, rồi là chúng ta là thiện sanh. Thì chính vì đầu tiên là hai vị này tranh luận với nhau về vấn đề một người đó là Bà La Môn là người là do thọ sanh, còn một người khác nói là Bà La Môn là người do cái kiến thức về kinh Phệ Đà và do sự hiểu biết, sự học tập. Thì ở đây có nhiều vấn đề mà Đức Phật Ngài giải thích, nhưng mà đầu tiên đó, thì Ngài nói rằng nếu mà là do thọ sanh đó, thì thật ra điều đó nó đi ngược lại với một ý nghĩa rất là quan trọng của loài người, là bởi vì loài người tốt đẹp là không phải là do thọ sanh, mà tốt đẹp là do sự giáo dục, và tốt đẹp là do cái sự cải thiện bản thân. Một cái khác là trong cuộc đời này có những cái sinh vật như là con nai hiền, con bò hay cỏ, con cọp, nó sinh ra thì nó biết săn bắt. Con cá, con người khác với những con vật đó là từ hồi tấm bé sinh ra là phải được giáo dục, phải được dạy dỗ cách phải sống còn làm sao sống cho tốt. Thành ra người mà gọi là, và quý vị qua nghỉ chơi chút thôi. Không biết quý Phật tử có nghe được chuyện tôi đọc từ không? Dạ, xin hỏi quý Phật tử có nghe được chúng tôi nói không vậy? Dạ. Dạ, thì vấn đề đầu tiên đó là Đức Phật dạy rằng cái quan điểm rằng con người tốt hay xấu do thọ sanh đó, nó là một cái quan điểm có nhiều cái khuyết điểm và có nhiều cái bất cập. Thì thưa quý vị, điều này tương tự như là ngày nay đó, người ta nói rằng đa số những vĩ nhân, đa số thôi không phải tất cả, là sanh trong gia đình trung lưu. Dạ, sanh trong gia đình trung lưu, middle class. Tại vì sao vậy? Họ không sanh ra trong gia đình quý tộc quá giàu có, và không có sanh ra trong gia đình mà quá nghèo. Quá nghèo thì trở ngại, mà quá giàu đôi khi con người sanh ra sung sướng thôi, không có phấn đấu nhiều. Tại Âu Châu và một vài nơi khác, người ta vẫn còn có những người rất là hâm mộ
những người theo hoàng phái hay là những người sinh ra trong gia đình các quý tộc. Thật ra nếu chúng ta để ý, bình thường mình không để ý thôi, nhưng mà cả Âu Châu đó thì họ vốn là có cái liên hệ dây mơ rễ má về quyến thuộc, như là hoàng gia Anh thì lại có cái quan hệ mật thiết với sa hoàng của Đức của Hungary hồi xưa, với vua chúa của Đan Mạch, của Thụy Điển, Na Uy vân vân. Thành ra ngay ở tại Pháp, mặc dù cái nền Cộng hòa Pháp đã xây dựng lâu rồi, nhưng mà họ vẫn có một cái số người mà họ họ thuộc về cái giai cấp gọi là dòng dõi của vua Louis hồi xưa. Còn lại đó, của Napoleon thì họ vẫn xem họ là thuộc giai cấp quý tộc. Cái đó chúng ta gọi là quý phái do dòng dõi thọ sanh. Số người thôi, chứ những người khác thì không xem cái chuyện đó quan trọng. Và giống như ở Việt Nam mình biết những người họ tôn thất Toản hay là tôn thất dòng họ tôn thất này tôn thất kia, thì tôn thất thuộc về hoàng phái. Nhưng mà bây giờ thì điều đó nó có đôi khi nó chỉ còn biết là người đó là người Huế sinh quan đến hoàng tộc, nhưng mà không có nghĩa là mình liên quan đến hoàng tộc mà mình quyền quy mình sang cả. Thì cái quan niệm về dòng dõi thời sanh nó ăn sâu vào trong tâm khảm của người Bà La Môn. Thì Đức Phật ngài lưu ý một điểm, đó là cái ý nghĩa thật sự của con người, cái giá trị con người là tại vì con người sinh ra không có đơn giản là do thọ sanh mà cao quý, mà con người sinh ra là do hấp thụ được nền giáo dục và cải thiện được bản thân, và con người có tốt hơn là do hành động chứ không phải do thọ sanh. Điều thứ hai mà Đức Phật đề cập đến tại đây đó là các vị Bà La Môn hay rất là tự hào và hay rất là hãnh diện về một cái quan điểm gọi là tinh thông tam phệ đà. Ba bộ phệ đà đó, thưa quý vị, là một cái giáo điểm của là môn giáo. Trong tam phệ đà chỉ có một bộ Mahaparita gọi là Rig Veda là đề cập đến tôn giáo. Ở trong đó có những một số tác phẩm mà đã được dịch sang tiếng Việt như là Upanishad là Áo Nghĩa Thư, hay là Phakavagita là Chí Tôn Ca rồi. Nhưng mà một cái bộ phận lớn của phệ đà, tức là một tạng riêng của phệ đà đó, thì cái bộ này nói về cái kiến thức tổng quát, ví dụ như là về thiên văn, về toán học, về tâm sinh lý con người, về nhiều thứ, và có một bộ chuyên về chú thuật. Thì trong tam phệ đà được xem như là một cái kho tàng, và một kho tàng thì nay nó vẫn là một cái cơ sở về tâm linh, về tri thức, giống như là ngày trước kia ở Việt Nam chúng ta đó. Chúng tôi nhớ hồi còn nhỏ thôi, nhưng mà chúng tôi nghĩ là thời ba bốn thập niên về trước khi chúng tôi sinh ra đó, thông hiểu tứ thư ngũ kinh của Trung Hoa, và giống như mình biết về Đại học Luận Ngữ Trung Dung, hay là về Kinh Dịch Kinh Thơ rồi chẳng hạn, những cái bất cứ cái gì cũng đem tứ thư ngũ kinh ra, được xem như là nó là một cái sách gói đồ dược, ở đó là nền tảng cho tất cả mọi cái kiến thức. Thì tứ thư ngũ kinh đối với Việt Nam thế nào, thì đối với người Ấn Độ thì tam phệ đà cũng vậy. Và những thứ này đôi khi người ta đem ra để mà tán gẫu, để thi thố với nhau, để chứng tỏ rằng mình hơn. Nhưng mà trong đời sống hàng ngày đó, thì những vị Bà La Môn ngoài cái kiến thức về Veda, về phệ đà đó, thì họ cũng làm đủ thứ nghề hết. Và quý vị nghe thông kinh đó, rằng một số lớn của các vị Bà La Môn là nghề nông và trồng trọt. Bởi vì sao vậy? Tại vì thời xưa các cái nền kinh tế của vùng châu thổ sông Hằng là nền kinh tế nông nghiệp. Do đó người Bà La Môn họ có đất đai, họ chiếm lãnh nhiều đất đai và họ được vua ân tứ nhiều đất đai. Và những người có đất là những người giàu có, rồi có đất rồi họ chăn nuôi, giống như họ nuôi bò,
Ngoài cái trồng trọt chăn nuôi thì họ cũng buôn bán, họ làm rất nhiều cái nghiệp vụ khác nhau trong đời sống, chứ không phải là làm bà la môn sanh ra rồi thì ngồi đó làm cúng mà có tiền. Thì Đức Phật ngài dạy rằng nếu mà làm thuốc á, thì cái đó là y sĩ, nếu mà buôn bán đó gọi là thương gia, nếu mà làm nông là nông dân thôi, chứ Như Lai không gọi đó là phạm chí, không gọi là bà la môn. Mà bà la môn đúng nghĩa, chúng ta thấy Đức Phật định nghĩa qua một cái quá trình dài. Thật ra nếu chúng ta đọc cho kỹ, Đức Phật ngài có đề cập đến cả một cái quá trình dựa trên giới định tuệ, dựa giới định tuệ. Những khi Đức Phật ngài dạy thì phải sách và Đức mình phải tu tập, mà ngài còn nói rất rõ là thế nào là tu tập, cái gì cần phải từ bỏ gọi là giới. Cuộc sống phát triển về nội tâm như là chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, đó là định, và thấy biết cái gì gọi là tuệ. Thì Đức Phật ngài không có nói suông, ngài không nói suông mà ngài trình bày một rất là cụ thể, rất là cụ thể thế nào là đời sống sa môn đúng nghĩa của sa môn. Thì qua bài kinh này, nếu mà quý Phật tử đọc á, thì nó giống như nhiều bài kinh khác thôi. Nhưng mà nếu mà chúng ta đặt mình vào cái một cái cương vị, một cái địa vị của một người Ấn Độ và lớn lên trong xã hội Ấn giáo đó, thì bài kinh này đó là một cách mạng rất lớn. Sao vậy? Tại vì nó đánh đổ vào một cái nền tảng hết sức là quan trọng của Ấn giáo, đó là quan niệm về phân chia giai cấp. Và cái phân chia giai cấp này dựa, chúng tôi nói rằng cái quan niệm về giai cấp niệm lớn đó, trong xã hội Ấn giáo nó lớn đến nỗi như vậy. Thứ gì? Không phải là những người Bà La Môn mà họ tin vào cái giai cấp họ sanh làm cho họ cao quý, mà nếu quý vị sang Ấn Độ rồi, ngay cả những người cùng đinh, nhưng mà chúng ta gọi là những người tha ly, ở trong tiếng Anh, khi người Anh họ đến đó, họ gọi là những người untouchable, untouchable mà chúng ta gọi là Sudha, Thủ Đà La đó. Thì những người này đó ở trong xã hội Ấn Độ họ tự nhận rằng bởi vì Thượng Đế đã an bài họ làm việc tay chân, lao động lam lũ cơ khổ, bởi vì Thượng Đế đã muốn họ trở thành những người thấp kém trong trần gian này, thành ra họ phải cam chịu số phận như vậy. Họ chấp nhận tại vì họ thờ phận, họ thờ Thượng Đế và họ tuân thủ những gì mà Thượng Đế quy định. Khi mà chúng ta sống và tiếp xúc với những người Ấn Độ thì chúng ta thấy rằng cái tín lý về tôn giáo nó ăn sâu vào trong tâm khảm của họ, nó còn hơn là bất cứ dân tộc nào khác mà chúng ta biết. Ví dụ như người Việt Nam theo Thiên Chúa giáo thì người Việt Nam nghĩ rằng Chúa đã cho mình những điều tốt đẹp, nhưng mà bảo rằng Chúa cho mình trở thành một giai cấp cùng đinh suốt đời phải như vậy thì chúng tôi ít thấy người Việt Nam nghĩ như vậy. Nhưng mà nếu chúng ta tiếp xúc với người Ấn Độ đó thì chúng ta thấy rằng họ tin điều đó là gần giống như tuyệt đối. Là đó, khi mà Đức Phật dạy rằng cái sự thọ sanh đó, cái bẩm sanh, cái tư chất nó không nhất thiết là nói lên cái giai cấp của chúng ta đâu. Người Anh họ có câu nói rằng innocence is corruptible. Innocence tức là sự vô tội, sự hồn nhiên nó corruptible, là nó có thể bị hỏng đi. Tại sao sự vô tội thì bị hỏng đi? Một con người mà hiền mà do sanh ra đó thì lớn lên họ có thể biến tướng, có thể là một người xấu hơn. Nhưng mà chỉ có những người tu tập á, những người có tu tập á, thì những người đó mới thực sự là đạt được những giá trị mà nó có thể bền vững lâu dài. Thành ra sự khác biệt giữa con người với con vật là con người tồn tại do sự giáo dục. Cha mẹ phải nói rằng phải sinh tồn thế nào, phải ăn thế nào, phải học thế nào, phải sống thế nào. Và trong cái sự giáo dục đó thì có những sự giáo dục chân chánh, có những sự giáo dục mà nó không được tốt. Và trong sự giáo dục chân chánh đó, nó còn có mang ý nghĩa khác là con người có thể sống khác đi từ sự giáo dục của mình. Đó là cái đặc điểm của đời sống con người. Và khi mà nói đến sự giáo dục và nói đến cái sự tu tập, nói đến sự cải thiện bản thân,
thì cái quan niệm thọ sanh đó, nó không có chỗ đứng. Và cái quan niệm thọ sanh không chỗ đứng thì cái quan niệm về giai cấp phân chia giai cấp Ấn Độ không có chỗ đứng. À, đây là một câu chuyện mà nếu chúng ta đọc ở trong phẩm Pramana, phẩm Bà La Môn, gồm có 10 bài kinh, 10 bài kinh mà chúng ta sắp học hết rồi, thì sẽ thấy rằng quan điểm về giai cấp là một quan điểm lớn ở trong xã hội Ấn Độ, trong Ấn giáo. Ấn giáo ngày hôm nay, ngày xưa chúng tôi gọi là Bà La Môn giáo, và dĩ nhiên đây là một hình thức đối lập rất lớn đối với chân lý của Phật pháp. Chúng tôi xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính thiên chư tôn đức đã vào rung để thuyết giảng. Đảnh lễ quý ngài, thân chào tạm biệt Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy Chân. Trong rung chúng kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẹ dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều giác chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luôn. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng nghe pháp, quy ớt đại cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức tâm thường lạc tinh thành quy đạo hữu luôn an lạc các tường trong màu của đức từ phụ đi. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện cấp bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp tồn chúng sanh cầu giải thoát. Yeah, okay.